giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về đối trị tập khí. Người tu niệm Phật muốn vãng sanh phải đối trị tập khí và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, năm nay mình có cái lễ chúc Tết ngày mùng 1 đầu năm. Cái lễ này đã ra một cái video ở khắp nơi trên thế giới, đến hôm nay được 8 ngày, 31.000 người họ xem, một số quý Phật tử khắp nơi trên thế giới cũng như nước Việt Nam mình đó, họ rất là hoan hỷ cái đĩa lễ chúc Tết. Năm nay lễ chúc Tết có thêm hai cái tiết mục, đó là hai chú Táo Nhí tàu trình lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chương trình này do cô Nga cổ sáng tác và cô viết lên cái bài hết sức là hay, tán thán cái công đức của cô Nga. Và thêm thế nữa, đó là cái bài tắc bạch của quý Phật tử để chúc Tết chư Tăng. Tuy nhiên bữa đó thì không có thời gian để giảng nhiều, nhưng cái đĩa này thì rất là ý nghĩa. Và một số những người kiều bào xa quê hương ở hải ngoại đó, họ rất thích, họ rất thích cái Tết giống như mình vừa tổ chức như vậy. Họ xa quê hương không có về để tham dự được, nhưng mà họ nghe qua cái đĩa đó, trong lòng họ cũng rất là ấm áp, hoan hỷ. Cho nên một cái buổi lễ đó có 1.000+ người thôi, nhưng mà cái video đó nó đi khắp nơi trên thế giới, có lợi ích vô cùng. Đây là lưu truyền thiện thư điện tử Internet trên toàn thế giới. Bên cạnh đó cũng tán thán công đức của quý thầy, nhất là thầy Nhuận Phiên, rồi thầy Nhật Long và chú Duyên vân vân, làm trong cái ban quay phim á, để mà dựng lên một cái đĩa đó để trên toàn thế giới họ xem. Có một cô Phật tử đó, cô xem đến 4-5 lần. Khi mà mình ngồi mình xem mà trang nghiêm thanh tịnh ở tại nhà như vậy đó, thì mình cũng cũng hưởng thụ được Phật Pháp. Như vậy cho nên cái việc mà để lưu truyền Phật Pháp đó, thì trong thời hiện đại này không tổ chức những cái lễ lớn được. Mùng 1 Tết thì tổ chức được, chứ nếu mà tổ chức dài dài đó thì rất là khó, bây giờ dịch bệnh nó còn. Vì vậy cho nên hôm nay chỉ tổ chức một cái lễ cúng trai tăng và nội bộ thôi. Cho nên thông báo một số quý Phật tử nghe được cái đĩa này, lỡ mình biết về sau có tổ chức những cái lễ cúng trai tăng nho nhỏ ở đây đó, thì khi mình được ban tổ chức mời thì mình đến. Còn không thì rất là khó cho quý thầy, bởi vì cái số lượng ghế trong này thì quá ít. Ngồi được có 70 mà bây giờ nhét nhét vô đến 125 người. Rồi cái phần ghế phía sau để chút nữa quý vị dùng cơm cũng thiếu luôn. Cho nên hôm nay các cụ thường trụ ở đây phải ở trong phòng hết. Nói như vậy là một số quý Phật tử rất là hoan hỷ khi lễ tổ chức dưới này đó, thì chắc là không mời mình, chắc là mình không đi. Hồi nãy có 15 người vô năn nỉ xin mà mấy chú không cho vô bởi vì không có chỗ ngồi. Và chúng tôi nói cái điều này để mọi người khi gặp được cái video này thì hết sức hoan hỷ cho giác nhàn. Hay vì dưới này chỉ là làm cái lễ nho nhỏ chư tăng trong nội bộ thôi. Một số quý Phật tử phát tâm cúng trai tăng hồi hướng cho gia đình của họ đó, cho nên mới mời xuống. Trong này cũng có một ít người không mời mà đến, tuy nhiên hôm nay thì hoan hỷ thôi, cố gắng gói ghém. Chúng tôi nói điều này để mọi người khi nghe lại cái đĩa này đó thì mình hết sức là hoan hỷ. Tuy nhiên khi có những cái buổi lễ giống như vừa rồi mùng 1 Tết, về sau có những cái đĩa, cái buổi lễ mà có thể là thông báo trên mạng á, là quý vị vô chùa Quán Thế Âm bên trên thì vô thoải mái, vô bao nhiêu cũng được. Đó là cái việc hôm nay thông báo để quý Phật tử hoan hỷ cho.
Thêm thế nữa thì vừa rồi mùng 1 Tết mình có cái lễ cúng dường trai tăng, cho nên một số quý Phật tử cũng tùy hỷ cái buổi lễ đó. Và hôm nay cũng có gia đình của Nguyễn Thị Bình pháp danh Chân Hiếu Phổ xin cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật để hồi hướng cho hương linh Nguyễn Thị Tuyết Ninh pháp danh Diệu Liên, hưởng thọ 77 tuổi, hôm nay là 49 ngày, cùng hồi hướng cho hương linh trong gia đình. Và cũng có cô Cao Thị Phán cũng hôm nay tùy hỷ cúng dường trai tăng, và gia đình của chú Nhận Lành có ông nội là hương linh Lê Đắc Kim, hưởng thọ 97 tuổi, vừa mới qua đời. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi không nói đến cái việc công đức cúng dường trai tăng, bởi vì cái điều này nói nhiều lắm. Thường những buổi lễ trai tăng năm ngoái là hầu như là chúng tôi nói đến những cái công đức, những cái phước báu cúng dường trai tăng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên tụ chung thì cái công đức này nó sẽ có cái ảnh hưởng đến hương linh mà con mắt phàm của mình không có nhìn thấy được cái công đức, mà các vị hương linh thì họ cảm nhận được điều này. Khi mình khởi niệm mình cúng dường trai tăng hôm nay một buổi trai phạn cho chư tăng, phóng sanh, rồi in kinh, đúc tượng Phật, những người họ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hay sanh về cảnh giới người, hay là họ lên cảnh giới trời, hoặc là về Tây Phương Cực Lạc, họ vẫn thừa tư được cái công đức này. Đây là một loại nhân quả siêu hình, khoa học không chứng minh được. Và không những mình hồi hướng cho các vị hương linh, bên cạnh đó thì gia đình của mình, những người còn sống cũng vẫn hưởng được cái công đức này. Đó là cái công đức cúng dường trai tăng mà chư Phật thời còn tại thế, là các vị vua thường thỉnh chư Phật về để cúng dường trai tăng, hoặc giả là về tại nơi cái tịnh xá để cúng dường. Cho nên cái lễ cúng dường trai tăng từ thời Đức Phật còn tại thế mãi đến hôm nay, mà nhất là chùa của mình duy trì và nhiều Phật tử hưởng ứng về cái công đức cúng dường trai tăng. Chúng tôi thay mặt cho đại chúng tùy hỷ công đức và tán thán công đức của cô Trần Hiếu Phổ và Cao Thị Phán và một số quý Phật tử phát tâm cúng dường và A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi nói đến cái việc mà vì lý do như thế nào mà người niệm Phật mà họ không được vãng sanh. Tuy rằng họ có công phu, có những người cũng khá đắc lực đó, nhưng mà họ không có được vãng sanh, họ chỉ sanh về cõi lành, thí dụ họ sanh lại làm người hoặc sanh lên cõi trời thôi. Vì lý do gì? Cái câu hỏi hôm nay chúng tôi đặt ra cũng từ nơi văn sao. Quý thầy, quý chú, quý Phật tử lắng lòng cho kỹ để nghe cái điều này, để mình nắm được cái phương pháp niệm Phật để vãng sanh, và mình biết được vì sao mình niệm Phật mà không được vãng sanh. Thực sự cái pháp môn niệm Phật thì để liễu sanh thoát tử nó không khó, nhưng mình không nắm được cái mấu chốt của nó, cho nên thành ra mình công phu nó không có kết quả, chỉ gieo cái viễn nhân, tức là cái nhân cho đời sau xa xôi, nhiều đời về sau thôi, chứ không có cái kết quả đặc thù như mình mong muốn. Thì cái việc mà Tổ sư Ấn Quang nói rằng nếu mà mình niệm Phật chỉ là hình thức bên ngoài, không có để mục tiêu đối trị được tập khí, làm nhẹ mỏng những tập khí. Tập khí đó là những kiến hoặc và tư hoặc. Tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi. Mình tưởng chừng như mình đã không còn, hoặc là nhẹ mỏng, hoặc là hết, phải không? Nhưng xin thưa chưa hết. Nhẹ mỏng cũng chưa đâu. Đến khi nào mà dứt sạch hết cái tập khí tham sân si, mình không còn khởi lên cái tư hoặc là tham sân si mạn nghi, đến khi nào? Đến khi người này chứng đắc quả A-la-hán. Mà khi họ chứng đắc quả A-la-hán thì họ chứng được ngũ thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông. Lắng nghe kỹ chỗ này. Mình là chưa có chứng đắc
được một cái thông nào hết. Thiên nhãn thì nhìn qua tờ giấy cũng không xuyên qua được. Còn người họ chứng được thiên nhãn là họ nhìn xuống địa ngục, họ thấy thân bằng quyến thuộc. Họ chứng qua vào cái quả vị A-la-hán là họ thấy 500 kiếp quá khứ. Mình một đời trước còn chưa thấy, đừng có nói kiếp. Vô lượng đời mới gọi là một kiếp, mà một đời trước mình làm đàn ông, đàn bà, làm gà, làm vịt, làm heo, làm gì mình cũng chưa biết, chứ đừng có nói là 500 đời kiếp. Chứng tỏ là mình chưa chứng đắc cái gì, đúng không? Chưa đoạn trừ được tư hoặc kiến hoặc tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Chưa chứng đắc một cái gì, chưa đoạn trừ được, cho nên mình chưa chứng một cái thông nào hết, đúng không? Giờ nhìn nhận rõ là mình chưa chứng đắc một cái thông nào hết. Thiên nhãn thông cũng có. Thiên nhĩ thông có thể là người ta ngồi tại đây mà vẫn nghe được âm thanh của chư Phật thuyết pháp. Tha tâm thông tức là họ nhìn vào thấy cái tâm mình suy nghĩ như thế nào, họ biết hết rõ mồn một như nắm vật trong lòng bàn tay. Mình bây giờ người ta suy nghĩ gì mình có biết không? Không. Cái gì làm chướng ngại? Cái gì làm chướng ngại? Tham sân si mạn nghi. Mạn là ngã mạn, nghi là nghi ngờ đó. Năm cái này nó làm chướng ngại. Với thân kiến, chấp cái thân này là thiệt, sắc là thiệt, là tứ đại này là thiệt, thọ là cái cảm nhận của mình nóng lạnh là thiệt, tưởng hành thức là thiệt, là thật, là mình. Chưa phá được cái cửa ải của ngũ ấm, nó ngăn che. Và tham sân si mạn nghi tư hoặc chưa đột phá được nó, cho nên chưa chứng một cái thông nào hết. Thấy chưa? Thấy rõ, rõ mồn một. Bây giờ người tu tịnh độ để kêu mà dứt sạch hết tham sân si, thân kiến, biên kiến luôn đó, kiến hoặc và tư hoặc dứt sạch đó, thì cái người chúng ta hiện tại bây giờ mà kêu để đoạn trừ thì thực sự là khó, khó lắm á. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình làm cho nó nhẹ lần và mỏng nhẹ lại, và nó không chiếm ưu thế được, thì trong đời này mình làm được. Chỉ cần làm cho nó mỏng nhẹ lại và nó không chiếm ưu thế, tức là sân hận không chiếm ưu thế, tham lam không chiếm ưu thế. Nhưng mà hiện tại mình đang ngồi đây mình không thấy, phải không? Nó đang ẩn ở trong cái A-la-gia thức của mình, nó ẩn ở trong tâm thức của mình, không thấy. Chờ cơ hội, chờ cơ hội. Nếu mà tâm thức của mình có cái tập khí mà sân mạnh á, thì chỉ người ta kích động một lời thôi là bắt đầu nó bùng phát lên. Cái duyên bên ngoài kích động là phụ, mà chính chánh nhân của mình có tâm sân hận là chính. Sân đổ tràn lan đại hải, bổi tức là đồ để dẫn lửa đổ tràn lan đại hải, nhưng mà không có lửa chích vô thì không có bao giờ mà cháy được hết. Lửa là chánh nhân, là lửa sân trong tâm mình là chánh nhân. Mà chánh nhân này á, nó chỉ cần một cái kích động bên ngoài nhẹ thôi, quăng bổi quăng xăng vào thì lửa có sẵn trong này là nó phực cháy. Mà khi nó cháy thì bao nhiêu công đức của mình đã tích tạo, từ cái thọ mạng, từ cái tiền tài, tất cả ngũ phước, bao nhiêu công đức bị cái lửa sân này thiêu rụi sạch. Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái tập khí này. Về sau chúng tôi sẽ nói đến cái tập khí tham ái. Hai cái này là hai cái loại tập khí, hay gọi là tư hoặc, nó chướng ngại cho người vãng sanh. Mà chính hai cái tập khí này nó dắt mình đi luân hồi sanh tử, nhưng mình không biết. Tổ sư Ấn Quang dùng cái danh từ là đoạn trừ tham và sân, giống như ghẻ đang mọc trên người mình. Bây giờ quý vị đang có ghẻ chốc nó ngứa trên người mình thì mình muốn trừ khử nó liền không? Muốn xoa thuốc, thoa thuốc vô để cho nó hết liền không? Muốn không? Muốn chứ. Thì Ngài nói là phải trừ được cái tâm sân hận và tham ái này, nghi ngờ ngã mạn, giống như trừ ghẻ độc. Dễ hiểu không? Nhưng không ai chịu trừ đâu.
Khi mà nổi sân đùng 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 lên thì thích thú vô cùng, mãn nguyện và thích thú với cái niềm sân hận đó vô cùng. Nuôi ong tay áo, nuôi ghẻ độc trong tâm, hại hồi nào không hay. Chính cái này là cái chướng ngại mà người niệm Phật không đột phá nó được. Cho nên lúc lâm chung, cái niệm sân mạnh chiếm ưu thế dắt mình. Nếu nó là nặng á, nó là nặng á, nặng thiệt nặng á, gọi là thượng phẩm á, thì đọa thẳng vô địa ngục liền. Vừa tắt hơi thở, tâm thức ra khỏi thân là đi thẳng vô địa ngục luôn, gọi là thượng phẩm sân hận. Còn nếu mà là trung phẩm sân hận á, thì làm tất cả các loài trùng độc, rắn rít bò cạp, ở trong này nội là phê xương, trùng độc. Phê xương tức là cái lông của cái con này khi nó rớt xuống một cái hồ là cả một cái hồ cá chết hết. Nó độc như vậy đó. Thì khi mà tâm độc này á, nó sẽ chiêu cảm cái quả báo độc, độc ác, đó là nó đọa trong ba ác đạo. Mà trung phẩm đó thì nó phải làm loài trùng độc, rắn rít bò cạp, không ai dám gần. Hổ độc, hổ nó cũng độc, ăn thịt thôi. Còn nếu mà hạ phẩm á, thì con người này sanh vô cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula là cảnh giới phi nhân phi thiên, không phải người mà cũng không phải trời. Chính giữa cảnh trời và cảnh người đó, cảnh giới người và cảnh giới trời đó, thì cái cảnh giới Atula này họ ở trong cảnh giới đó, nó nóng hai mặt trời. Do cái tâm thức của họ sân hận bực bội cho họ phải sanh về cái cảnh giới Atula. Và khi họ về cảnh giới đó thì nó hai mặt trời nóng bức chịu không nổi. Họ luôn luôn đi chiến đấu với cảnh giới trời. Bởi vì cái người nữ Atula thì rất đẹp, cho nên một số cảnh giới trời, những tiên nam hay xuống đó. Họ chọc ghẹo với những người nữ, cho nên họ sân hận, họ quýt nhau. Trong kinh nói cái điều này. Hôm nay nói sơ sơ thôi là mình thấy cái nguy hại của sân hận, đúng không? Nhưng mà nếu mà thực sự mình muốn trừ khử nó đó thì không khó. Điều mình không nhận diện được nó thôi. Giờ nói cái vi tế cho sân hận lắng nghe nè. Khi thấy người đó mình không bằng lòng, không nói ra, không thích người đó, họ có phước báu, họ đi cúng dường, họ hơn mình, bậc giả là họ đẹp hơn mình, họ có tiền tài hơn mình, họ có địa vị hơn mình, hoặc họ nói cái câu gì đó mình không bằng lòng nha, thì đây niệm sân bắt đầu dấy khởi. Thì một niệm sân nổi dậy, gọi là nhất niệm sân tâm khởi, thì bá vạn chướng môn khai, châm cửa chướng ngại bắt đầu đến với mình. Ngày trước giờ chưa biết lý do gì chướng ngại đến với mình không? Bệnh hoạn, thọ mạng, yểu chết sớm, tiền bạc, làm ăn, vô đầu này ra đầu kia, thất thoát, vân vân và vân vân là chướng ngại, đúng không? Không biết lý do. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, chút nữa chúng tôi đọc quý vị nghe. Một niệm sân nổi dậy là nhất niệm sân tâm khởi, bá là trăm ngàn cửa chướng ngại đến với mình. Không có gì bên ngoài đâu. Nghe đến điều này rồi thì muốn không có chướng ngại là gì? Phải trừ khử được tâm sân. Nãy giờ chúng tôi nói cái nguồn gốc của nó sâu dày, mà trong di thức học nói là hằng chuyển như một lưu, tức là nó như một cái dòng thác. Mà cái dòng thác thiệt cao, nó đổ ao 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 ao, nó đổ ao ạt thiệt là mạnh. Mà bây giờ mình để mà mình ngăn chặn nó thì thực sự là khó. Bây giờ phải làm cái gì? Nếu mà dòng thác đó mà mình đưa cái tu binh vô, nó phát điện ra thì lợi ích vô cùng. Đưa câu Phật hiệu vào, đưa danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vào, đưa thần chú Đại Bi vào, hằng ngày tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Di Đà, thì cái niệm sân này bắt đầu nó bị thay đổi vị trí của nó. Nó chuyển đổi, nó mỏng nhẹ từ từ. Nếu mà tự lực của mình để mà mình quán từ bi, thì đây là ngũ đình tâm quán cũng có hiệu lực. Và mình chỉ có quán từ bi và tự lực của mình để mà mình đối trị nó đó, thì thực sự khá lâu. Khá lâu. Để mình đối trị cho nó dứt sạch gốc tham sân si mạn nghi á, thì đòi hỏi phải ba đả tăng kỳ kiếp. Tự lực mình thực sự không thể đối chọi lại nó được, bởi vì nó quá hùng mạnh. Đây là một đội giặc mà nó được huấn luyện vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Mà bây giờ mình chỉ là một người
một người coi như là chống lại vạn người mà không nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực thì chống không lại nó. Chống không lại nó. Có nhiều người chúng tôi được xem trước khi giảng đề tài này thì lên trên mạng coi một số quý thầy nói về cái cách đối trị nóng giận. Nhiều thầy, mỗi thầy nói mỗi kiểu. Mà chưa có nghe nói cái kiểu giống như trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói là phải niệm Phật, niệm Quan Âm. Nhất là trong kinh Phổ Môn nói người nhiều tham ái, sân hận, si mê mà thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm thì sẽ nhanh tiêu trừ. Không có ai, không nghe ai nói cái điều này. Không đương vào pháp lực để mà đoạn trừ được tập khí thì thực sự là khó khăn vô cùng. Tổ sư Ấn Quang hay dẫn chứng cái điều gì? Lắng nghe. Người mẹ khi sanh con cho con bú mà cái lúc nó đang bực tức, sân hận thì đứa con đó nó bú sữa đó nó lăn ra nó chết cái đùng liền. Hoặc giả nó không chết thì 2-3 ngày sau nó cũng chết. Còn nếu mà nó không chết mà nhẹ nhẹ đó, người mẹ mà sân nhẹ đó thì nó bị tàn phế bại não. Ấn Tổ nói vô số kể luôn. Vì sao vậy? Vì cái bực tức đó sữa biến thành chất độc, máu thành độc tố trong người luôn, và toàn bộ thân thể là độc tố. Thì khi độc tố xuất hiện thì cái gì xuất hiện nữa? Kế tiếp bệnh bắt đầu kéo theo, bệnh nan y, ung thư, bú, tất cả bệnh nan y, thuốc không chữa được. Do cái nồng độ sân bực bội tức tối trong lòng quá mạnh cho nên nó phát tác ra thân thể của mình, và thân thể bệnh nan y, bác sĩ chữa không được. Thì đây là một loại độc tố mà từ trong tâm thức mình nó biến hiện ra, nó hại cái thân mình, cũng như là sắc sanh xét mà xét lại ăn sắc. Mình sanh ra phiền não rồi phiền não nó giết lại mình. Chúng tôi nhớ cái thời ở Ban Mê Thuộc còn nhỏ chưa đi tu, ông đó ông tên là ông Ba Dễ, mà chắc là ông chết rồi. Lúc mình còn nhỏ là ông cũng 40-50 rồi, mình bây giờ 50 chắc ông chết chắc chắn rồi. Ông tên Ba Dễ. Ba Dễ mà ông không có dễ dàng chút nào, ông khó khăn vô cùng. Mỗi lần uống rượu về là ông đập mấy cái vách nhà văng hết, chén tô gì ông đập trong nhà. Ông dí vợ ông mà vợ đang chạy, mà chính chúng tôi thấy là ông núm đầu tóc, tóc của vợ cũng dài dài, ông giật xuống đưa cái gối lên cái hừ bà lăn ra. Bà Dễ, nó không có dễ, tên Dễ mà không có dễ gì hết. Trời ơi, coi như cái nhà tan nát luôn. Nên cái nguyên nhân mà sanh ra cái sân hận này là người uống rượu. Khi họ uống rượu rồi ấy, trong người họ nóng bức, mà cái người bán rượu nó cũng nóng bức trong người nữa, là gieo cái nhân để bán rượu cho người ta uống. Ông nóng bức trong người, ông tức tối khó chịu vô cùng. Và khi hết rượu rồi, sáng ông kêu ổ, cái nhà tao ai phá vách vậy bay? Thì cái gì xuất hiện nữa? Si mê, không biết mình làm luôn. Rượu uống vô rồi cái nó lú lẫn si mê, si dại luôn. Thì khi rượu thì gì? Có mồi đúng không? Mồi thì gì? Thịt cá chứ đâu mồi chay đậu hũ ai mà ăn. Nếu chúng ta không có duyên lành vào ngôi Tam Bảo học Phật Pháp, biết đây là điều cấm thì chúng ta cũng phạm ráo hết trơn, không thoát khỏi cái lưới đâu, không thoát khỏi cái lưới trần nó ràng buộc đâu. Mình không có là gì hết à. Thấy chưa? Cứ như vậy và hầu như là thường xuyên uống rượu, muốn đứng trước nhà người nào chửi. Qua hôm sau người ta nói hôm qua ông làm gì ông chửi, kêu ồ tôi say tôi không biết, thôi thông cảm, cứ mượn rượu say là chửi người ta. Có phải là còn một con người nữa hay không? Thì đây là mang xác con người, nhưng mà tâm người đó là giả thú rồi. Hồn dạ người đó là giả thú rồi, là súc sanh rồi, không biết lương tri, không biết cái đạo nghĩa gì nữa thì lâm chung chết đi đâu. Phải đọa ba đát đạo, vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ đi đâu. Nhiều lúc họ muốn thoát ra lắm mà không có phương pháp, không có biện pháp, không gặp được lời dạy của thánh tiên hiền, cho nên thành ra họ chết chìm trong đó. Tội nghiệp vô cùng.
Chị sống một đời ngắn ngủi như vậy đó mà tạo ra những nghiệp xấu ác như thế, rồi phải bị đọa lạc vô lượng đời kiếp. Oan uổng không? Quá oan uổng. Hôm nay nó vừa khởi cái niệm lên là bực tức, khó chịu, không bằng lòng. Đi đâu cũng bằng lòng, ngồi đâu cũng bằng lòng, thấy việc gì cũng bằng lòng, nghe ai nói điều gì cũng bằng lòng. Đó là ý niệm sân nó ở trong lòng mình, nó chế ngự quá mạnh. Không trừ khử nó như ghẻ độc, nuôi nó lớn 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 và nó thành khói rồi đó, thì thực sự nó hại người một cái một. Cho nên Ấn Tổ nói, đứa con mình còn nhỏ phải dạy nó niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, nói nhân quả xấu ác cho nó biết để nó tránh, mà nói nhân quả thiện lành cho nó biết để nó làm. Chứ không thì cứ để nó mặc tình, giết kiến, giết dế, rồi bắt đầu từ từ nó giết gà, rồi nó giết heo, nó giết bò, thì nó giết người được. Cái tâm sân của người bắt đầu nó tăng trưởng không? Nhưng mà khi mà cái nồng độ sân của con người mình nó mạnh lên á, mình ngồi gần người đó tự nhiên mình khó chịu. Khó chịu. Nhưng mà nếu mà người đó cũng đồng tâm trạng sân luôn á, là bực tức, nóng giận, nói xấu người khác á, thì hai cái cảnh giới của người này nó gặp nhau và họ rất thích thú để họ ngồi, họ nói chuyện, đàm tiếu những cái chuyện xấu tốt của người khác. Còn nếu mà một người là sân hận bực tức mà cái người kia họ có tâm từ bi á, họ đến họ quá giải không được thì họ dội ra liền, họ bỏ đi chỗ khác. Còn nếu cái lực từ bi của họ mạnh á, thì họ đến cái người kia bị phục xuống liền, bị quá giải, cái năng lượng của họ nó quá giải. Thời Đức Phật còn tại thế, có một nhóm ngoại đạo ghét Đức Phật, bởi vì nhiều người theo Phật quá cho nên họ ghét. Họ cho một cái con voi, một ông voi uống rượu say lắm. Ông voi uống rượu say, bắt đầu Đức Phật đi đến, ông thả ông voi ra. Ông voi đó đến để mà hại Đức Phật, và voi nó vô cao, nó làm hì hục kinh khủng. Vừa đến đó Đức Phật mới đưa bàn tay ra, cái năng lượng từ bi của Đức Phật kinh khủng luôn, vừa đưa ra một con voi say giả ngăn phục xuống, gập đầu xuống liền. Thì mình biết cái năng lượng từ bi của Đức Phật thì không thể ai sánh bằng. Vô duyên đại từ mà đồng thể đại bi. Người không có duyên và ác duyên, người đó ác đến Đức Phật, mang cái duyên ác xấu đến Đức Phật, Đức Phật vẫn thương. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, thương tất cả chúng sanh giống như là phụ hoàng tịnh phạn, giống như người con của mình La Hầu La, thì tất cả chúng sanh giống như con mình luôn, đồng thể đại bi. Làm sao khai mở được cái tâm lượng này? Làm sao khai mở được tâm lượng này? Mà nếu mà người mà khai mở được tâm lượng này thì phước báu đến với họ ngập tràn, bởi vì họ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Họ không nghĩ đến họ nhiều, họ chỉ nghĩ đến để giúp cho chúng sanh thôi, thì cái phước biết đến với họ như thế nào? Luôn luôn trong tâm tư của họ là vì chúng sanh. Họ nghĩ đến chúng sanh, họ muốn giúp cho chúng sanh thoát khổ. Thiếu tiền cho tiền, thiếu nhà cho nhà, thiếu áo cho áo, thiếu cơm cho cơm. Thiếu pháp môn tu, cần họ cho pháp môn tu. Thì cái phước của người đó quý vị biết như thế nào? Bởi vì mình làm sao cái phước mình thiếu dữ vậy? Thân thể thì xấu xí mà bệnh hoạn nữa, rồi cộng lại thêm nữa là tiền bạc không có, bị người ta ruồng rẫy, là do cái tâm mình quá ích kỷ, lòng từ bi mình không được khai mở. Nó có nhân quả hết chứ đâu phải bỗng không đâu. Nhưng mà thường những người này nè, họ hay trách người khác lắm. Họ không có tiên trách kỹ, họ trách bỉ. Trước trách mình mới sau trách người, phải không? Mà họ không trách họ, họ chỉ trách người khác vì sao mà lại không cho họ tiền, vì sao không có thương họ, rồi vì sao không giúp đỡ họ. Toàn là tâm ích kỷ không trong đó, cho nên thành ra khổ, chồng thêm khổ. Lắng nghe kỹ nha, lắng nghe kỹ cái điều này. Hôm nay thực sự cái buổi giảng này là gần như buổi giảng đầu năm. Chúng tôi coi kỹ đến cái đoạn mà muốn vãng sanh Tây Phương phải đoạn trừ tập khí. Tổ sư Ấn Quang nhấn mạnh chỗ này. Vì người lúc lâm chung, tập khí nào mạnh nó sẽ đi theo tập khí đó. Tập khí sân mạnh thượng phẩm đi thẳng vô địa ngục liền. Tập khí sân mạnh mà trung phẩm đi vào các loại trùng độc liền. Tập khí sân mạnh mà nó là hạ phẩm về cảnh giới Atola, hai mặt trời. Mình ra mình đứng trưa hè một mặt trời mình cũng chịu không nổi, bây giờ phải mở máy lạnh ngồi trong nhà, thì hai mặt trời mình chịu nổi.
cũng phải chịu. Tâm chiêu cảm đến đó đó, phải chịu. Hồi nãy giờ là đang nói cái nguồn gốc của sân hận vô lượng đời kiếp mình đã tập nhiễm cho nó, và cái tác hại nó như vậy đó. Rồi chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói sâu về cái phương pháp mà hóa giải nó, phương pháp hóa giải nó, thì cũng căn cứ nơi từ trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Lúc trước chúng tôi có đi qua Thái Lan năm đầu tiên khi mà rời khỏi Pháp hội 3 năm tịnh tu với đại chúng là 2007 đến 2010 là bắt đầu chúng tôi đi sang Ấn Độ. Đầu tiên mà đi ra khỏi Pháp hội tham quan đi chỗ này chỗ nọ là rồi qua Bồ Đề Đạo Tràng trước. Thế tới Thái Lan quá cảnh, máy bay tới đó họ không có chuyến bay, mình phải đợi. Thì bữa đó sao không biết bên Thái Lan họ biểu tình muốn lật đổ cái bà thủ tướng đó, họ không chấp nhận cái bà đã lên làm thủ tướng. Thì họ chặn hết tất cả ngã đường và họ ngồi đó, họ che mùng, họ ngủ rồi đó, họ ăn uống tại đó, bắt đầu họ la lên làm một cái sân khấu. Và bên đó thì họ cho biểu tình, không có hành động thôi nhưng mà họ cho biểu tình. Mấy cái nước tự do như nước Mỹ đồ đăng ký biểu tình nó cho hết. Mà cái tiếng Thái Lan mình đâu có biết là cái âm thanh của họ nói cái gì đâu. Trời ơi, họ đứng trên sân khấu, họ chửi, họ làm micro, họ la, họ muốn kéo bà đó xuống, họ làm. Mà cả một cái từ trường đó mình đi qua mình chịu không nổi, mình sợ. Cảm giác là mình thấy giống như họ muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Thì khi mà mình khởi lên một niệm sân hận bực tức, nóng giận thì nó phát ra một cái tần số. Cái tần số này xám mà đen. Nó hợp với cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và Atula. Tuy rằng hiện tại mình mới có hoa báo, nó khởi niệm lên là gọi là hoa báo, mà nó vô trong địa ngục trùng độc và Atula đó là quả báo. Mà đã vô quả báo rồi thì hơi gầy, hơi căng. Trả rất lâu, phải trả thôi. Còn nếu mà là hoa báo á, thì nó có thể thay đổi được. Nhớ nha, hoa báo tức là cái ý niệm mình khởi niệm lên đã tạo thành một cái quả báo á, thì cái hoa báo này rất dễ thay đổi nó. Cho nên con người mình dễ tu là ở chỗ này. Còn mà đã là vô quả báo trùng độc thì nó phải hết cái thời gian quả báo của loài rắn, loài rít, quý vị biết bao lâu. Vô cảnh giới Atula thì tiếp tục nó cứ nóng như vậy thì quý vị biết bao lâu. Vô lượng đời ức kiếp. Cho nên sân hận là một cái hoa báo để nó vào cái quả báo của địa ngục, súc sanh, trùng độc và Atula. Phải nên nhớ nó như vậy. Khi nó vừa khởi niệm sân là biết ngay, dập nó liền tức khắc trong giây lát, không để nó trong một giây phút nào ở trong tâm mình. Tỏ quan ví dụ này lắng nghe. Nếu mà mình biết giặc cướp vô nhà mình rồi đó thì mình phải tìm mọi cách mình cho nó ra khỏi nhà, đúng không? Chứ không thì nó lấy hết của sạch sanh ra, nó hãm hại mình ra, đúng không? Như vậy là trước khi niệm sân khởi là mình đã có lính bảo vệ rồi, đã có một đội quân hùng hậu rồi. Đang trong lúc bình thường là phải công phu niệm Phật cho đắc lực pháp lạc trong tâm, gọi là sung mãn. Hay là Ấn Tổ dùng một cái danh từ đó là một khối nguyên khí thái hòa, giống như là một lưu, một hồ nước trong á. Thì một niệm sân khởi lên giống như là một giọt hoặc một chén mực đen á, mà nó nhỏ vào bên trong cái lưu nước, cái hồ nước thì pha loãng không thành vấn đề. Hiểu chỗ này không? Chứ để khi mà nó khởi lên bắt đầu mình mới niệm thì đôi khi không thắng nó nổi. Ấn Tổ gọi là dùng danh từ là niệm dự phòng. Nếu bình thường không có niệm thì cả một cái tâm thức mình như một cái lưu nước vẫn đục, đen thui lui. Cộng nó thêm một chén phẩm màu đen đổ vô nữa thì càng đen thêm. Nghĩa là sao? Tâm mình nó cứ ầm ĩ bực tức trong này, không có một khối nguyên khí thái hòa, không có cái pháp lạc của niệm Phật, công phu tu hành, thì điều xấu ác và điều sân hận ở ngoài nó chỉ kích động vô một cái là nó nổ cái đùng liền. Và nó sẽ gì? Nó nặng càng thêm nặng. Nắm rõ, ai cũng biết điều này hết. Cái danh từ dễ hiểu nhất đó là giặc vô nhà.
Giặc đó là sân hận, tham lam, ngã mạn, si mê, nó ở trong nhà của mình, tức là ở trong tâm của mình, nó phá tan tành hết tất cả những cái công đức thọ mạng là sống lâu. Người sân hận thì chết sớm là chắc chắn rồi. Bởi vì vậy, cái niềm sân hận đó nó tiết ra một cái độc tố, nó làm cho cơ thể của mình bệnh hoạn, bệnh nan y, bác sĩ chữa không được, bú nè, ung thư nè, đủ thứ bệnh nan y hết thì thuốc làm sao chữa được? Thuốc bên ngoài bác sĩ có thể chữa được cái bệnh sân không? Không, chữa cái ngọn là cái thân nó hết bệnh thôi, hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia. Chỉ có pháp của Phật á, nó mới hóa giải được cái gốc đó là sân hận sanh ra bệnh. Cho nên nhiều bác sĩ họ đi tu làm sao? Họ học được cái phương pháp chữa bệnh thân mà tâm họ vẫn bất an khổ đau, cho nên họ rời cái nghề bác sĩ để tiếp tục họ bước lên một cái ngành nữa là học bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý mà nói về giáo lý đạo Phật thì số 1, không có cái nguồn giáo lý nào mà có thể qua nổi. Ví dụ trong người mình luôn luôn an vui, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an, mà trong tâm mình là ngày nào cũng như ngày Tết, một khối nguyên khí thái hòa, và lúc nào họ cũng niệm Phật, niệm Quan Âm, họ niệm, họ chiêm thêm vô, họ dồn cái năng lượng đó và tâm họ an vui, thì có người nào chọc ghẹo họ được không? Không được. Chọc ghẹo đánh chửi họ luôn, họ vẫn an vui. Mình làm được không? Được. Cái niệm sân để khởi lên, để cho nó chế ngự trong tâm mình á, là nó nghịch chiều với thể tánh mình, còn làm được mà. Nó không phải là tâm tánh của mình, nó là dụng mà lục dụng nghịch chiều với thể tánh để nó dắt mình đi đọa lạc, mà bao đọa lạc bao nhiêu đời kiếp nay mình đã làm được. Cái điều đấy là khó đấy, mình đã làm được. Còn cái việc mà để cho tâm mình an vui trở lại với chân tâm thể tánh thường lạc ngã tịnh, thường an vui là thường lạc, ngã là sống với chân ngã thanh tịnh của mình. Thường lạc ngã tịnh là tứ đức của Niết Bàn, mình trở về mình sống thì thực sự dễ hơn là mình tạo nghiệp tham sân si. Điều mình không có cơ hội và mình chưa biết phương pháp mà mình không chịu làm thôi. Chứ thực sự mình chịu làm thì thường lạc ngã tịnh đó nó ở trong tâm mình, thì đố ai mà chọc giận mình được. Dầu họ có ở ngoài họ chét, hay nhảy búa, họ chọc giận, nhưng mà bên trong mình vẫn bình yên, một khối nguyên khí thái hòa. Lúc này thì người này rất thích người khác chỉ lỗi cho mình. Chỉ lỗi họ là họ thấy người đó là người Bồ Tát, bởi vì họ không tự thấy lỗi họ được. Tâm họ quá thanh tịnh. Nhưng mà những bậc có công phu cao hơn chỉ cho họ cái lỗi vi tế là họ thấy người đó là Bồ Tát, người đó là thượng thiện nhân, họ phục, họ kính liền. Còn cái niềm sân hận trong tâm người đó quá sâu dày, khi đụng chạm đến họ giống như một ghẻ mình khơi ra một cái là họ chịu không nổi. Họ đau đớn, họ chịu không nổi, họ phải giật giờ, họ ngủ không được, họ khó chịu giống như là moi cái mục ghẻ để thoa thuốc, họ chịu không nổi. Những người căn lành kém họ bứt ra khỏi cái khu đó liền, bứt ra khỏi cái nơi đó liền, họ chịu không nổi. Còn nếu mà họ có căn lành thì họ cầm cự thì nó qua. Hiểu, khi mà chỉ lỗi cho người đó bực tức khó chịu thì nguyên do từ đâu không? Cái niềm sân hận của họ quá sâu dày, cái ngã mạn của họ quá lớn, họ nghĩ là họ đúng rồi, vì sao mà nói xấu họ. Nghe được cái tâm lý hôm nay chưa? Chồng mình về chửi mình, chỉ lỗi mình, không có lỗi vẫn nhẫn chịu an vui, không vì việc đó mà mình phải khỏi sân lên đọa lạc. Hiểu chỗ này không? Đó là cái cách lý luận thôi, còn công phu kém thì đụng chuyện lúc đó là nó dập mình chết liền. Cho nên trong kinh Phổ Môn Ấn Tổ thường nhắc là sân hận, tham ái, si mê, niệm Quan Âm Bồ Tát từ từ bắt đầu tan biến. Vì sao mà niệm Quan Âm Bồ Tát được đại phú quý? Vì sao vậy? Bởi vì người niệm Quan Âm Bồ Tát trong lòng họ nó hoan hỷ, nó mát mẻ, nó an vui, rồi họ nhìn thấy cái khổ của họ, rồi họ thấy cái khổ của chúng sanh, họ muốn giúp cho chúng sanh, cho nên họ cứu khổ ban vui. Từ cái cứu khổ ban vui là do cái tâm tham nó bị nhẹ mỏng rồi á, cho nên thành ra là phước báu đến với họ, gọi là đại phú quý. Hiểu chỗ nào? Nếu tự thân mình muốn đại phú quý không được đâu, phải có cái pháp là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vô, nó đột phá cái tâm tham ái của mình đi, cái tâm ích kỷ của mình đi, thì lúc đó mình nghĩ vì chúng sanh, thì lúc đó bắt đầu phước nó đến với mình. Vừa rồi có một cái cô tên cô Từ Bi Giác, cô này có làm chúng tôi cũng chấn động.
cổ cũng hay xây nhiều cái thất, cái nơi cho chư tăng để mà trú ngụ, để mà tịnh tu. Xong họ ghé lên trên chùa của mình, đi ngang qua mấy cái chỗ nhà cô Ánh rồi nhà cô Huệ đồ đó, đi vòng vòng có thấy mấy cụ già nằm. Lúc trước bên cô Nhã cũng gửi, khi chúng tôi giải quyết xong là đưa về biệt thự bên này các cụ ở, sang trọng ở bên này, nhưng mà dưới này thì không thể chứa được nữa. Cô thấy tội quá, cô mới đi tìm mua đất để cô xây nhà cho các cụ. Bây giờ cô nghe chúng tôi nói là nuôi các cụ già suốt đời, đây là một loại gọi là phước bậc trung. Còn giúp cho người ta chỉ ăn nhất thời qua những cái cơn hoạn nạn lũ lụt thì phước đức bậc hạ. Còn nếu mà giúp cho người đó họ ở suốt đời thiếu ăn cho ăn, thiếu nhà cho nhà, thiếu mặt cho mặt, và giúp cho họ đến cái lúc mà họ ra đi hộ niệm cho họ vãng sanh, thì đây là phước đức bậc thượng. Cô cảm được điều này, cái cô tìm cái chỗ cô xây cái nhà cho các cụ. Cho nên mấy thầy mấy chú biết là mình ở được trong cái ngôi nhà Tam Bảo mà đang lo lắng cho các cụ, phước báu mấy thầy lớn lắm. Chúng tôi hình thành được cái công đức sự nghiệp cũng từ nơi các cụ già, khởi một niệm lên nuôi bốn cụ già. Rồi từ từ đến hôm nay, từ cái niệm mà để nuôi các cụ già, phước báu đặc biệt. Thì cô cuối cùng có thấy đất nó hơi nhiều tiền, cổ khả năng không bao nhiêu hết. Sau đó rồi cái bắt đầu cổ mới đi vòng vòng thấy mấy cụ đó rồi, cổ mới xuống nhà cô Nhã, cổ mua 2 căn 1 tỷ cho các cụ xuống đó trước. Sau bữa đó chúng tôi gặp cổ thì cổ nói thôi mì ăn liền chữa cháy các cụ trước đi. Chúng tôi thực sự thì cũng không biết các cụ mà nằm nó hơi, cũng không phải là lạnh lẽo lắm, nhưng mà cổ có lòng từ bi quá, cho nên cổ nhìn cổ thấy mấy cụ như vậy, chúng tôi mới kêu thầy Thiện ra để đưa một số các cụ vô cho cái phòng thầy Phiên, nằm 10 mấy cụ trong đó đó. Thì một số các cụ quen ở bên ngoài đó cũng không có vô. Sau đó rồi khi chúng tôi thấy cổ làm như vậy rồi đó, thì chúng tôi thấy ở dưới này xây hơi lớn cho nên chưa xong, cho nên chúng tôi quyết lấy miếng đất ở tại nơi cái bãi xe đó, làm luôn trước 1 căn 10m 30m 1 trệt 3 lầu trước cái đó, với thêm chánh điện nữa là thành 5 tầng. 19 này bắt đầu khởi công để cho nhanh, thợ làm nhanh để một số các cụ để vào trong đó, nhà chú Đố vân vân. Thì cũng từ cái niệm chú nhận lành là chú Linh, ông cũng xót xa, ông thấy các cụ ở bên nhà cô Huệ cũng hơi nóng, thì chúng tôi quyết định sẽ làm một căn nhà trên đó trước, có thổ cư sẵn hết rồi. Thì chúng tôi muốn nhắc cô Từ Bi Giác này là biết cô nói làm sao. Mấy hôm nay con nghe thầy giảng nói về cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm cứu khổ ban vui, mà người niệm đó thì làm sao phải là hạnh giống hạnh Quan Âm, nguyện giống nguyện Quan Âm. Hạnh giống hạnh Quan Âm là chuyên môn đi cứu khổ, thấy như người khác khổ mình phải cứu. Nguyện đó là giúp cho họ thoát lìa sanh tử. Con niệm Quan Âm mấy bữa nay khá nhiều. Con lên con thấy các cụ vậy cho nên phát tâm bỏ 1 tỷ mua. Và cổ nghe chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xây, cổ cúng 500 triệu mà. Cổ kia cúng 1 tỷ mà bữa nay mà trong tài khoản còn cái 500 triệu. Vì sao họ khởi được cái niệm này? Do họ niệm Quan Âm Bồ Tát. Khi cái niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mà cái niệm này nó đi sâu vào trong tâm mình, bắt đầu nó đột phá được cái tham ích kỷ, tự nhiên nó làm thành một cái hành động tự nhiên, không ai biểu, không ai sai, không ai dụ dỗ, mà tự nhiên nó đi làm với một cách vô điều kiện. Thì do cái niệm này nó đột phá được cái tham, cho nên thành ra nó đi làm một cách vô điều kiện, không cần một cái điều kiện phù tạc lại. Thì người này có phải là làm nhân quả tốt rồi họ đại phú quý không? Đúng. Mà trước khi họ làm được điều này á, thì họ phải khởi một cái lòng từ bi thương người. Vì sao họ khởi được lòng từ bi thương người? Cái danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, danh hiệu Phật này, nó đoạn trừ, nó chuyển hóa, nó đột phá được cái sân hận. Vì cái sân hận nó không còn mỏng nhẹ đi, thì cái lòng từ bi nó phát khởi lên. Phải có một cái pháp ngoại động tác động vào, là danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, trì thần chú đại bi. Anh nói sư phụ chỉ làm sao là con làm y như vậy, nói tụng phổ môn con tụng phổ môn, nói trì đại bi con trì đại bi, nói niệm Quan Âm con niệm Quan Âm, rồi nói niệm Phật con niệm Phật. Mà tu nó sẽ không có gò bó một pháp, cho nên không có ngán, rất là dễ chịu, thấy có kết quả. Mình nghe như vậy mình vẫn thích làm, nhưng mà cái công phu mình yếu, cho nên thành ra nó khởi lên một cái niệm gì, ích kỷ, không dám làm. Tiền có đó mà không dám làm, sợ hết.
không dám làm. Người ta chọc ghẹo mình, chưa động đến cái lông chân của mình là bắt đầu mình nổi đùng 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 đùng. Nghe nghe ông bà mình nói no mất ngon, giận mất khôn. Giận mất khôn tức là khi niệm sân nổi dậy thì trí tuệ biết mất, cái khôn ngoan mất. Khôn ngoan đó là nói về Phật Pháp là trí tuệ. Giận lên một cái là trí tuệ mất liền, lu mờ ngay, no mất ngon, giận mất khôn. Đơn giản vậy thôi mà câu này sâu sắc đấy. Thường cái người mà họ ít sân hận là tướng mạo người ta bắt đầu đẹp ra, thân thể người ta bắt đầu tươi nhuận ra, thọ mạng người ta bắt đầu kéo dài ra, rồi thăng quan tiến chức giàu có cũng từ nơi cái tâm mà đoạn trừ được cái tham lam và sân hận này. Mà nhà tan cửa nát rồi, gia đình ly tán, cô quả độc thân, chết sớm đọa lạc cũng từ nơi hai cái ý niệm tham sân này. Nó là ghẻ độc, nó là giặc, phải trừ khử cho bằng được. Thì nếu mà trừ khử nó được thì thực sự công phu mình nâng cao cảnh giới liền. Mà cái cách trừ khử nó có hai vấn đề. Một là nhận diện nó và coi nó là giặc, phải trừ khử như ghẻ độc, phải quyết tâm như vậy. Chứ còn niệm Phật thì cứ niệm, mà sân thì cứ sân thì coi như thua, tham thì cứ tham coi như thua, không giải quyết được vấn đề. Lúc lâm chung nếu niệm sân, niệm tham, niệm nghi ngờ, không có cảnh giới Cực Lạc, không có Đức Phật Di Đà, mình không có khả năng để về, và Đức Phật với Thích Ca Mâu Ni là lừa gạt mình chứ không có Đức Phật Di Đà, những niệm này làm ngăn cách cùng Phật. Tuy rằng miệng niệm Phật mà tâm ngăn cách cùng Phật, ghê chưa? Ấn Tổ hay nói cái chỗ này, vì sao họ niệm Phật mà không vãng sanh, là niềm tin họ chưa sâu, nguyện họ chưa tha thiết, hành trì dụng công chưa đắc lực, thiện căn phước đức nhân duyên chưa đủ, cho nên họ khởi lên cái niệm nghi ngờ, mất phần vãng sanh. Miệng niệm Phật mà tâm cách ngăn cùng Phật, câu này thiệt là hay, thiệt là hay câu này. Cảm nhận được đúng không? Cái chỗ này là cái mấu chốt để mà mình hạ thủ công phu này. Nhưng mà con người mình hay bị đánh lẳng con đen, tức là bị đánh lừa, nghĩ mình là bình thường, không có sân hận gì đâu, không có tham lam gì đâu, thôi từ từ tu cũng được, hoặc mình tà tà, bị đánh lừa. Nếu thực sự mình không còn tham sân si, mình phải chứng lục thông chứ. Bây giờ chứng cái thông nào đâu? Thì trong tâm mình là đầy ắp bụng dạ tham sân si rồi. Thân thì mang nghiệp chướng tạo sát sanh trộm cắp tà dâm, cho nên Ấn Tổ dùng cái danh từ đó gọi là khởi hoặc là tham sân si mạn nghi, tạo nghiệp là sát trộm dâm dối, rồi phải đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo chúng sanh mình. Hôm nay là khởi lên là tính hạnh nguyện, đoạn trừ hoặc tham sân si, quyết chí một đời vãng sanh, được không? Được, được, được. Phật tử những người họ ở nhà một mình họ tu cũng được, chứ đừng có nói có đạo tràng như quý thầy quý chú và Phật tử có cái người hướng dẫn như vậy. Mà chỉ nghe qua niệm Phật, được Phật gia hộ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ nghe vậy là họ dụng công, họ buông bỏ. Có một bà lão đó, bất an khổ đau vô cùng, đứa con dâu. Trời ơi, mẹ chồng nàng dâu thì số 1 mấy bà biết rồi đó. Như mặt trăng mặt trời, không có ưa nhau, không có hợp nhau, khó chịu vô cùng. Rồi nàng dâu về nói với đứa con trai là bả thế kia thế nọ nữa. Trời ơi, chửi mắng bà già, bà khổ, bà khóc tối ngày, lên nằm cứ khóc sùi sụi. Cũng oan gia nhiều đời gặp nhau báo oán, đòi nợ nó tới, nó ở chung với nhau á. Chứ con cái thời này mà kêu là báo ân với lại trả ơn làm gì có, hiếm lắm. Do nghiệp ác mà nó chiêu cảm tội là báo oán đòi nợ tới không. Buồn quá đi đến cái chùa, nói thầy con khổ quá, không có đường nào thoát, không có đường nào thoát. Ông kêu bà khổ là gì, lý do gì? Con khổ bởi vì con ghét cái nàng dâu, nó nói xấu con với con trai con. Ê chà, nó nhục mạ con. Thì ông thầy ông nói cái khổ là từ nơi cái tâm của bà ghét nó. Bây giờ bà không có ghét nó, bà cũng không có bực tức nó, bà bán hết cho thầy đi. Bà hỏi trời, cái này sao bán thầy? Vàng hoặc đô la hoặc sò thì mới bán, cái này sao bán?
kêu giờ bà bán, tức là bà đừng nghĩ đến nó chửi, nó la, nó gì đi nữa là bà không có nổi bực tức, bà kêu đã bán cho thầy cái sân hận này rồi đó. Thì bà niệm Phật đi, rồi Phật rước bà về Cực Lạc, bà an vui ngay. Mà cái sức mạnh của ông thầy này, nói ông có công phu, ông nhìn ông thấy cái sân hận này như ghẻ độc và ông trừ được rồi, cho nên ông có năng lực. Ông có năng lực cho nên ông nói cái năng lực để cho bà kia dễ hiểu là bán cái đó đi, bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa. Bà kêu khó lắm, kêu bà muốn dễ thì bà thành tâm mình niệm Phật thì cái đó nó sẽ qua thôi, nó không có ở trong tâm bà được. Thì cái câu Phật hiệu ở trong tâm bà sướng hơn. Rồi bà về với Phật nữa, bà gật đầu, bà nói có lý, quyết định bán. Mà ông dặn đã bán là không có giữ nữa nha, không có đòi lại á. Ở trong này bán cho thầy, bữa nay bán đi, nhưng mà chút nữa về gì đòi lại. Không chân thật bán, không hết lòng bán, không tin tưởng bán. Mà chính bản thân của Giác Nhàn chắc đôi khi là không đủ sức để nói cho quý vị, để quý vị tin. Mà chúng tôi thì thực sự, quý vị yên tâm đi, nói điều này là trong văn sao, chứ không phải tự chúng tôi nói. Mà chúng tôi nói hôm nay cũng không phải lừa gạt quý vị làm chi, lừa gạt được cái ích gì. Quyết định bán, về niệm Phật. Mà ông dặn nếu bà muốn bán là bà phải niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà niệm cho tha thiết thì Phật sẽ rước bà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm 3 năm biết ngày giờ vãng sanh luôn. Có phải là bà đoạn trừ, bà thấy cái sân hận ghét đứa con dâu giống như ghẻ độc trong người, bây giờ lấy ra được không? Giống như cái món mà bán cho người ta đi không? Cái chỗ này là cái chỗ dục công đắc lực. Khi mình thấy cái cảnh gì nó đến với mình bực tức, thì thực sự mình biết công phu mình là yếu rồi đúng không? Công phu mình là bị sa sút rồi đúng không? Bắt đầu phải dụng công. Mà dụng công đó không phải là tránh cảnh đâu. Mình gì? Ở tại trong đó mà mình dụng công đắc lực. Chứ còn cái sân ở trong đó, mình đi đến mình ở một mình trong nhà tối, một mình không có ai, nó vẫn khởi. Nó vẫn khởi. Quan trọng là có biện pháp, nương cái đức của đại chúng, từ từ bắt đầu nó sẽ hóa giải được. Bây giờ thầy Minh đọc những cái đoạn mà Giác Nhàn lấy trong Tinh Hoa Lục về cái vấn đề mà Tổ sư Ấn Quang nói là phải đoạn trừ tập khí nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị hành giả dụng công tu hành, liễu sanh thoát tử là đối trị được tập khí phiền não sân hận. Chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dễ động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Nếu ngay trong lúc bình thời đã đề phòng sẵn, thì lúc gặp cảnh đụng duyên, phiền não sẽ chẳng phát khởi. Nếu bình thời biết được thân tâm ta đây hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, cầu lấy thực thể, thực tánh của ngã hoàn toàn chẳng thể được, thì đã không có ngã. Nào còn có nhân cảnh, cảnh nơi nhân, nhân nhân đối tượng con người nơi nhân, mà hồng sanh khởi những chuyện phiền não. Đây chính là phương pháp giải quyết tối thiết yếu từ trên căn bản vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã không, hãy nên nương theo pháp ngũ định tâm quán do Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ định tâm nghĩa là dùng năm pháp này để điều hòa ngưng lặng cái tâm, khiến cho tâm an trụ, chẳng bị chuyển theo cảnh nữa. Có nghĩa là chúng sanh nhiều tham thì hành bất tịnh quán, chúng sanh nhiều sân thì hành từ bi quán, chúng sanh nhiều tán loạn thì hành sổ tức quán, chúng sanh ngu si thì hành nhân duyên quán, chúng sanh nhiều chướng thì hành niệm Phật quán. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 4, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận.
Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát, dầu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng kể ra những cảnh gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy thứ như tài sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình. Khi gặp kẻ cùng quẫn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu, sẽ không bị phiền não bởi tiếc của rồi chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm thường giữ ý tưởng coi như chị như em. Dẫu nhìn thấy kỹ nữ vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình có con nói giỏi, chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể trưởng thành. Dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não. Con cái ngỗ nghịch đối với cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp kẻ ngang ngược, hãy nên sanh lòng thương xót, thường nó vô tri, không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó, nên nay mới gặp cảnh này. Hồng trả nợ xưa, tâm sanh hoan hỷ, sẽ không có phiền não báo thù ngang trái. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã hiểu rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tàng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Nguyễn Một, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ tư. Sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận, phàm mọi chuyện muốn được như ý, phải có người để sai bảo. Hễ hơi chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ thì buông lời giữ ác, nặng thì roi vọt vụt đánh, chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đói hoài người khác đau lòng. Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên thì vô ích cho người, tổn hại cho mình, nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động, nặng thì gan lẫn mắt đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia vua A Kỳ Đạt cả đời thờ Phật giữ vững năm giới, khi lâm chung do người hầu cầm quạt đuổi ruồi, quạt lâu mệt mỏi hôn trầm, đánh rơi cây quạt rớt trúng mặt vua, tâm vua sanh phiền hận, ngay lập tức mạng chung. Do một niệm ấy liền mang thân mãn xà, do sức túc phước còn biết được nhân ấy, bèn cầu sa môn dạy cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãn xà sanh lên trên trời. Do vậy biết thối nóng giận gây hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, một niệm sân tâm khởi, trăm ngàn cửa chướng mở. Cổ đức nói, sân là lửa trong tâm, cháy trụi rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân. Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân, tu từ bi quán như sau. Xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ thì nên nghĩ đời trước. Họ có ân đức sanh thành dưỡng dục, thẹn chưa thể báo đáp, há có nên vì chuyện trái ý nhỏ nhặt bèn ôm lòng phẫn nộ ư? Đã là vị lai chư Phật, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Nếu ta chưa giải quyết được sanh tử, vẫn mong họ đến độ thoát, chẳng những chuyện trái ý nhỏ nhặt không nên nổi nóng, dẫu là chuyện tán thân mất mạng, cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy lúc Bồ Tát xả đầu, mắt, tủy, não, đều xem những người sinh, những thứ ấy như thiện tri thức, coi như ân nhân,
coi như người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho mình. Xem phẩm thập hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Lại nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta và chư Phật không hai, chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên đều nhắm vào. Nếu biết được tâm ta vốn là tâm Phật, Phật tâm không vô sở hữu, giống như hư không, xâm la vạn tượng không gì chẳng bao gồm, cũng như biển cả, trăm sông mọi nguồn nước không gì chẳng dung nạp, như trời che chở khắp, như đất nâng bình đẳng, chẳng coi chuyện che chở, nâng đỡ là đức. Nếu ta do chuyện nghịch ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, thì chẳng những khiến cho tâm lượng chính mình thành hẹp hòi, mà còn tự đánh mất cả đức. Tuy có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm toàn là xử sự theo phàm tình, coi vọng là chân, biến tớ thành chủ. Suy nghĩ như thế, há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ như thế thì tâm lượng sẽ rộng lớn, không gì chẳng dung được, coi muôn loài như chính mình, chẳng thấy đây kia, điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được. Huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Hỏi, nếu như nói dẫu tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh nóng giận, thì giả sử như có người ác đến hại mình cũng chẳng bận tâm mặc cho họ giết chóc ư? Đáp, phàm người tu hành có người là phàm phu, có vị là Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải tự tâm làm chủ. Nếu chỉ nhằm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì giống như trên đã nói, coi muôn vật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo, thì suy nghĩ nên giống như Bồ Tát, từ bi lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp, nhưng xử sự thì vẫn phải y theo lẽ thường của thế gian, hoặc làm chuyện ngăn cản, chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, nhưng tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc, kết thành oán hận. Những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự diệt, dẫu gặp phải cảnh hại thân thật sự cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí. Nhờ vào công đức ấy liền sanh về tịnh độ, so với chuyện giết chóc lẫn nhau bao kiếp dài lâu báo đền thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ư? Nam mô A Di Đà Phật. Nghe cái câu hỏi trong này chúng tôi phân tích một chút. Nếu có người ác họ đến họ hãm hại mình, hoặc họ cướp của giết vợ mình, giết con cái của mình, thì bây giờ mình phải làm bằng cách nào? Ngài trả lời, nhiều lúc thì mình đọc mình không có nắm được cái ý này. Nếu mà các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân thanh tịnh rồi đó, hoặc vì nguyện lực để mà họ nhập thế độ đời, thì họ nhìn thấy được nhân quả nhiều đời, đến giết vợ mình, đó là vợ mình nhiều đời, họ thấy rõ luôn, họ chứng được tha tâm thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông, thì họ hoan hỷ để cho người vợ, người con mình trả, hoặc giết họ, họ cũng hoan hỷ để họ trả. Tâm họ hoan hỷ an vui mà họ chứng được pháp thân thanh tịnh rồi đó, thì không thành vấn đề, trả quả báo không thành vấn đề. Còn riêng đối với phàm phu mình mà muốn giữ được thế đạo á, thì mình phải tìm cái cách, một là dùng lời xin lỗi, ban ân, hoặc là dùng cái cách để mình chế ngự họ. Nhưng mà phải làm sao không khởi được tâm sân. Yeah. Nếu mà khởi tâm sân để chế ngự thì thành lấy oán báo oán, đời sau nó sẽ đến nó kiếm mình nữa. Nó kiếm mình một cách bằng cách mà không có phải là người oán thù, thì nó làm người thân.
nó làm con, nó làm vợ, làm chồng, bắt đầu nó hại mình, oan oan tương báo. Cho đến ngày nói nó phanh thay ngũ mã, nó giết mình, vẫn lấy tâm từ bi đáp trả lại để mình siêu thoát về tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không có dùng cái tâm báo oán này. Nói đến chỗ này là phải nói đến cái chỗ công phu rồi. Ở thế gian những người họ không có thể chấp nhận như vậy được. Rồi đến giết mình, họ cướp của, họ giết vợ mình, họ lấy vợ mình, chẳng lẽ đứng đó à? Đúng, uy thế của họ quá mãnh liệt, mình làm gì lại họ? Họ kéo 10 đứa, 20 đứa ăn cướp, nó vô, nó hãm hại vợ mình, nó lấy của sạch sành sanh, mình chống cự là nó giết mình, thì lúc đó nằm im ru thôi. Lúc đó nằm im ru làm gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm nổi không? Niệm nổi không? Hay là cái niệm sân hận tức tối, cái niệm sợ hãi nó chế ngự toàn thân tâm. Mà chế ngự toàn thân tâm đó có làm gì được nó không? Không, không làm gì được nó. Mất của rồi còn hại thân, hại tâm mình nữa, hại chồng thêm hại. Vậy mà ăn cướp đến nó thấy mình đeo chuỗi niệm Phật, niệm Quan Âm, cái là nó bỏ nó đi à. Mà lúc đó mà để mà đủ được cái tâm lực mà niệm Phật, niệm Quan Âm, thì người này công phu phải là cừ khôi, công phu phải là đắc lực. Vạn pháp là gia không. Những vị mà họ chứng được pháp thân thanh tịnh, tất cả phiền não đó họ chuyển thành Như Lai bí mật tạng, thành quang minh bồ đề hết, không thể khởi được với họ. Bởi vì cái pháp của họ đã an tâm quá sâu dày, cái câu Phật hiệu và cái danh hiệu Quan Âm và thần chú đại bi, cái pháp an tâm của họ nó quá là sâu dày, nó có cái bề thế coi như là giữ được cái bờ cõi của cái tâm thức quá mạnh mẽ, cho nên thành ra không bao giờ nó khởi được, không khởi được luôn, chứ đừng có nói kiểu mà khởi lên là mất. Còn mình bây giờ nó quá là mãnh liệt, bờ cõi, bờ đê của mình thì quá yếu, còn nước thì nó sóng nó dồi quá mạnh thì nó dập vỡ đê. Tâm thức an trụ vô trong cái pháp niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi tu hành quá yếu, trong khi đó là cơn sóng dữ của tham sân nó quá mạnh đi, nó dập vỡ đê, tức là mất chí hướng tu hành để phản sanh, mất liền, chịu không nổi nữa. Vậy là có phải là do pháp không linh hay là do mình có vấn đề? Do mình có vấn đề chứ không phải pháp không màu nhiệm không linh. Có một vị sư đó chúng tôi xin giấu tên, niệm Phật một thời gian cũng tốt lắm, cũng khá đắc lực lắm, sau đó đổ vài cơn bệnh vùi dập, cứ niệm Phật lay lắc, uống thuốc cũng không qua, niệm Phật cũng không qua, bởi vì cái dụng công không đắc lực á, rồi cuối cùng không hoan hỷ để chấp nhận trả cái quả báo á, rồi cuối cùng cái là thối bồ đề tâm luôn, và nằm đó sân hận bực tức, mà ai vô cũng chửi lũa hết trơn. Làm một chút một cái là ổng nổi bực lên, bưng cơm đến mà trễ một chút bắt đầu là ổng chửi xối xả luôn. Sư, trong lòng nó chế ngự cái sân hận quá lớn luôn. Và nhiều người đến khuyên niệm Phật, Phật Phật quá gì mà Phật Phật, tôi bệnh gì mà Phật không cứu không chữa tôi, mà giờ niệm làm gì? Trời ơi, làm quá trời trời luôn. Và cuối cùng nằm một đống đó, không ai dám tới nữa hết. Như con rắn mà nó độc quá, ai dám tới gần đâu. Mình sân hận còn hơn con rắn nữa. Con rắn nó sân hận, đụng nó mới mổ thôi, chứ mình ai cũng mổ hết, đúng không? Ai tới cũng chửi, cũng mổ hết trơn, chứ đâu phải như con rắn nó nằm im đâu. Cuối cùng nằm chèo queo đã chết luôn. Như vậy là do mình hay do câu Phật hiệu không đắc lực, không có kiến hiệu? Do mình công phu chưa có chín mùi, không vì để đoạn trừ tập khí, cho nên mình bị thua, bị thất bại. Rồi người này mà để cho tính tâm với câu Phật hiệu đó ngang, vô lượng đời kiếp chưa chắc. Chánh kiến với Phật Pháp mất. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói, nếu mà bạn mà niệm Phật công phu đắc lực mà vượt qua được trước ngại phiền não đó, thì rất là tốt, căn lành bạn rất là sâu dày, tốt lắm. Mà nếu mà niệm mà vượt qua không được có ngang, nó lẫy lừng mà phiền não, bệnh tật mà nó vùi dập quá đó, thì thành tâm niệm Quan Âm thì nó qua nhanh hơn, để khỏi thói bồ đề tâm, xong mình quay lại niệm Phật tiếp. Ghê chưa? Cho nên trong lá thư, một lá thư trả lời khắp, người nói 10.000 câu Phật hiệu thì phải 5.000 câu Quan Âm. Lúc trước mình nói ổ mình niệm Phật cũng được rồi, chứ còn si Quan Âm xen tạp phải không? Đó,
Nhưng mà trong văn sao Ngài lại nói là nên niệm Quan Âm thêm kèm theo. Vì những cái lúc cái nghiệp mình nó lẫy lừng quá, và cái quả báo nó khốc liệt quá, và công phu niệm Phật yếu quá, mà mình để cho nó vượt qua được thì mình chịu không nổi. Thì cần phải có thần chú đại bi và niệm Quan Âm. Cái chỗ này là cái chỗ Ấn Tổ dùng cái phương pháp để nó kịp thời, để nó cứu mình qua tai nạn, cho Bồ Đề Tâm khỏi thối chuyển. Nếu mà vị sư này mà có ai mà khai thị ông trì đại bi, ông niệm Quan Âm nó qua cho con. Ấn Tổ nói mà, không phải câu Phật hiệu không kiến hiệu, mà cái công phu của mình và cái thiện căn phước đức của mình nó chưa cảm được với bổn nguyện Phật Di Đà, cho nên nó chưa có tiêu nghiệp nhanh để mình vượt qua cái hoạn nạn đó. Nhưng có những người họ vẫn có thể đắc lực, họ vượt qua được do niệm Phật, chứ không phải không qua được. Nhưng mà phải dự trù niệm thêm Quan Âm. Mà nếu mà nó lẫy lừng quá đó, nó lẫy lừng quá mà chịu không nổi đó, thì sáng có một thời công phu Di Đà bao nhiêu đó câu thì Quan Âm bấy nhiêu câu, rồi chiều cũng bao nhiêu câu Di Đà, bao nhiêu lạy Phật Di Đà thì bấy nhiêu lạy Quan Âm, rồi suốt ngày niệm Quan Âm luôn. Thì Ngài kêu cấp kỳ đỡ tốn tâm lực, qua nhanh cực kỳ, cực kỳ là nhanh. Ngài Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí đâu mà. Hôm bữa chúng tôi chia sẻ với một số mấy Phật tử á, hầu như họ không bằng lòng chuyện này. Họ nói thêm đẩy bi sen tạp, thêm niệm Quan Âm cũng sen tạp, một niệm là đoạn trừ được hết. Kêu đúng, bậc thượng căn thượng trí. Như Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Hải Hiền, nhưng mà Ngài Hải Hiền cái lúc mà Ngài bệnh đó, bao nhiêu danh y chữa không hết, cái chân bị cái mục, cuối cùng Ngài cũng phải niệm Quan Âm. Mà Lưu Tố Văn mà cũng có niệm Quan Âm. Cái nghiệp nó chưa có đúng mức khốc liệt để đến với mình đó nghe. Nó đến với mình là nhiều lúc chịu không nổi. Toàn thân tâm là đau nhất khó chịu. Không có một cái kẻ hở nào mà an vui hết. Thì niệm Quan Âm là nhanh, cực kỳ nhanh. Nãy ngồi nói với thầy Minh, hỏi khỏe không? Thầy kêu khoảng được 30%. Ông ấy dậy cho ông mệt. Hay mệt sức khỏe thầy yếu. Trước thầy bên Mỹ thì chỉ đâu có làm tay chân đâu, hầu như làm bằng đầu óc đồ nhiều. Thì về đây thì cũng sức khỏe yếu, thấy đọc giống dạc cái chút nữa về là nằm chèo queo á. Thầy mệt lắm. Rồi hỏi khỏe không? Thầy kêu 10 phần mà khỏe được 3 phần à. Hỏi đọc được không? Thầy kêu được. Thì ngồi nói chuyện với thầy, hai anh em ngồi đốt lửa được với chú Tốt á. Ngồi sáng nó có cái lò lửa và cái thùng phi ngồi đốt. Thì giác nhàn mới nói thực sự mình bệnh thì cũng có bệnh như chúng sanh. Ai cũng có bệnh, sanh già bệnh chết ai cũng có. Nhưng mà cái bệnh này nó không có làm cho mình khổ. Thường có bệnh mà có khổ là do cái tâm mình nó bất an, nó không có pháp an vui. Cho nên bệnh mà một mà khổ lại trăm ngàn, khổ tâm. Khổ về vì sao mà người ta không quan tâm mình khổ, sao mình không có tiền bạc để chữa khổ, sao mà sao nó bệnh dây dưa hoài. Cái đó là cái khổ tâm. Thầy nói đúng, thân có bệnh nhưng mà tâm an vui, cảnh giới này cao. Cảnh giới này phải có công phu. Ông Giác không cười kìa. Bữa mới gãy mấy đốt sống luôn. Gãy mốt đốt mấy đốt sống luôn. Mà thân có khổ mà kêu tâm an vui, cái chuyện này hơi khó. Nhưng mà được. Không đến nỗi chửi bới lung tung đúng không? Ở ngoài đời là thôi, họ đâu đứng họ chửi tục. Họ văn tục mà họ làm gia đình tán lạng hết, chịu không nổi. Còn mình sao? Vẫn còn kiềm chế được cái khổ, rồi từ từ kiềm chế được cái tâm. Mà càng khổ càng niệm, càng khổ càng niệm, càng khổ càng niệm Quan Âm Bồ Tát, thì cái tâm mình nó vượt ra khỏi cái khổ. Thì chính cái tâm này nó sẽ tiêu cái nghiệp, là cái thân này hết bệnh luôn. Hay ngay chỗ này chứ không phải đơn giản đâu. Rồi càng khổ càng buồn, càng khổ càng tức, càng khổ càng bực, mà càng khổ mà càng bệnh càng đau khổ, mà càng tức nữa thì cái bệnh nó càng nặng thêm. Cái tâm này nó sẽ gia tăng cái nghiệp lực, và nó làm kéo dài cái con bệnh ra. Con ma bệnh nó ở trong đó lâu hơn. Còn nếu mà con ma bệnh nó vô thân là mình A Di Đà Phật, cái là nó chạy mất. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái là nó từ từ nó biến. Ai có bệnh rồi thấy chỗ này, hôm bữa mổ ruột thừa lên bệnh viện Hồng Mỹ, nó đau cứ râm râm, nó đau từ lúc bắt đầu chưa mổ cho đến lúc mổ xong rồi, nó đau cắt ruột mà. Lúc này chịu không nổi, mà thường đau quá mà mình niệm trong tâm mất niệm không được, phải niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm thầm thì còn giữ được, chứ niệm trong tâm mất liền, vì cái ý niệm đau nó quá mạnh, cho nên nó đánh mất cái niệm Quan Âm hoặc niệm Phật. Ghê chưa? Cho nên Ấn Tổ nói mà gặp nạn thì phải niệm ra tiếng, cho niệm trong tâm nhiều lúc không qua nổi. Ghê. Nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị cái đoạn này quan trọng.
Đoạn này hồi nãy không có đưa vô cho thầy Minh đọc, cái đoạn này chúng tôi đọc quý vị nghe. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, phẫn nộ cũng là một loại sân hận, nó mạnh hơn sân hận. Phẫn nộ là nó đi đến hành động kinh khủng lắm, có thể là đánh hoặc giết người phẫn nộ. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bột chộp, vân vân, ngẫu nhiên, chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Chỗ này hay lắm. Khi mà mình khởi lên những cái ý niệm phẫn nộ, tham lam, sân hận, bực tức, thì mình nghĩ mình là con của Phật, mình thọ năm giới. Còn mấy thầy thì rờ rờ cái đầu, biết gì không? Không có tóc, là biết mình tu. Ý nghe nói nè, ôi mình người tu hành mà sao là khởi lên ý niệm này. Cái cách đây là một cái cách rất hay, biết vị trí của mình là người Phật tử, con Phật, không nên sân hận, tham lam, bực tức. Dẫu người ta chửi mình, người ta lăng mạ, nhục mạ mình, vẫn hoan hỷ. Nay có cái cô mà hôm qua chúng tôi gặp, dì hai người dòng họ với chú Linh, chú Nhận Lành gặp chúng tôi ở nhà Nhận Lão. Cô nói trời cảm ơn thầy quá chừng, ông chồng con ông chửi 3 năm. Coi như là ông đánh, ông chửi, ông đập máy, coi như là ông hành hạ, phải nói là ta gọi là tàn tạ te tu mà tơi tả luôn á, ông quýt, ông chửi, ông làm đủ kiểu, ông đuổi đi luôn mà con không đi. Con ở nhà ăn chay, con niệm Phật riết, cái bữa nay ông hết đánh, ông chửi, ông đi đâu ông cũng tán thán con á. Ông tán thán ăn chay rồi niệm Phật, bữa nay bả đẹp ra, bả khỏe ra. Trả hết cái số lượng à. Cái số lượng trả nhiêu đó hết rồi. Thì bây giờ gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ trở lại. Mà lúc trước mà đi chùa là thôi, chửi ông nói bậy, chết luôn. Có nhiều bà đi chùa, cái ông chồng ông kêu bà lên chùa, mê ông thầy chùa, nói kiểu đó cho khỏi đi á mà, nói bậy. Mới hôm qua buổi trưa ăn cơm, nghe tổ sư ông Quang nói cái ông đó ông dữ dằn, coi như ông thấy vợ mà thờ Phật á, ông về ông đập bàn thờ, ông lấy tượng Quan Âm ông quăng vô hầm cầu á, cái chỗ đi cầu ông nhét vô đó. Sau đó một cái thời gian sau, cái bắt đầu nhà người ta cháy lan qua nhà ổng, rồi ổng chạy ra rồi khiến không biết làm sao, cái ổng chạy vô lại, cái ổng ngồi ngay đống lửa mà cái đầu ổng đâm vô cái hầm cầu đó, ổng chết, cháy như con heo quay. Ác nhân ác quả ác báo, cái người sân hận là họ chết cháy như con heo quay vậy đó. Cái người mà tổn hại đến tuy rằng tượng nhưng mà cũng phải xem như là Phật Bồ Tát thiệt đó. Ghê chưa, thấy cái nhân quả nó kinh khủng như vậy đó. Thì thứ nhất là khi mà mình sân hận lên thì mình biết cái vị trí của mình là vợ, phải nên nhẫn nhịn, mình là người Phật tử, con của Phật, phải nhẫn nhịn. Các người tu sĩ cũng vậy, kêu mình là người tỳ kheo sa di, là người đầu tròn áo vuông, không nên có những cái thứ này trong tâm. Lắng dịu. Cái chỗ này là cái chỗ pháp màu của Ấn Tổ ban cho mình đó nha. Bởi vì có nhiều lúc mình dụng công, cái công phu mình nó yếu, mình niệm qua âm, niệm Phật không qua, thì mình phải biết cái vị trí của mình là nó có tác dụng đấy. Có tác dụng. Rồi những người khác họ nhìn vô họ cười chê mình sao? Không. Mình là Phật tử mà. Mình là con của Phật mà. Sao mà không dũng Phật mà dũng ma à? Ma Phật Phật cũng do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Tà là tà tư, tà niệm là sân hận, đó là tà đó. Giáp Phật mê là ma đó. Vậy mê là do mình tham sân si là mê. Chân như là Phật, vọng là ma. Vậy Phật ma do ta tạo lấy, chính do mình chiêu cảm hết. Một niệm trở thành thánh và một niệm trở thành phàm phu tục tử cũng từ nơi một niệm. Niệm sân hận ấy, dâm dục ấy, háo thắng bợp chợp ấy vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được. Có nghĩa là mình bằng mọi cách nhận diện nó là phải dập tắt ngay, không cho nó dấy khởi lên. Dập tắt bằng cách nào? Nhận diện nó bắt đầu niệm Phật, nhận diện nó bắt đầu niệm Quan Âm Bồ Tát. Niệm ra tiếng lúc đó là sợ đối phương họ kêu mình chửi rủa họ. Bây giờ mình phải niệm gì? Niệm trong tâm. Niệm thầm nhép môi, tha thiết. Có hai vợ chồng
Bà vợ về thờ Phật, ông chồng nói thờ một ông thôi đó nghe, tôi cho bà thờ một ông đó, là thờ Phật Di Đà. Rồi lâu lâu cái bà sách tượng Quan Âm Bồ Tát về, bà kêu bữa nay bà sách bà nào về nữa đây, kêu mẹ Quan Âm đó anh à, tốt lắm á. Không có tốt gì đó ngang, tôi nói rồi đó ngang, thờ một bà nữa là chết với tôi đó. Lâu lâu sách Thế Chí về nữa, chọc gai ông, ông ôm ba người qua cái rầm xuống bể, trời ơi bà khóc gì bà khóc, kêu ông hại Phật tôi phải không, ông hại Phật tôi phải không, ông đâu dám làm gì ổng đâu, ổng quánh chết. Cuối cùng hốt từng mẻ từng mẻ từng miếng bỏ hết vô cái giỏ qua nhà cha mẹ ở luôn không về. Trời ơi, ông ở bên này ổng sôi máu lên rồi. Cái là trong tâm là nói ly dị thôi, bởi vì hại Phật của tôi. Rồi cuối cùng sao, gọi điện thoại nói thầy sư phụ ơi, chắc con ly dị ông chồng hơn sao vậy, kêu ông chồng ổng đập Phật của con. Họ lấy do vậy đập, kêu ổng kêu đừng thờ mà con cứ thờ kêu đó. Bây giờ cái đối tượng như vậy thì cô thờ Phật trong tâm, cô niệm A Di Đà Phật là có Phật trong tâm rồi, cô quay về hướng Tây cô nguyện vãng sanh, ai biểu cô chọc gai ổng chứ, đúng không? Cái lỗi của cô đúng chưa? Chứ nếu mà cô không thờ thì đâu có chuyện gì, con có quyền chứ, kêu không được, quyền đó là vượt phận, phải nghe theo chồng, xuất giá thì phải tòng phu, đúng không à? À, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, con chết theo theo trai hả, theo con, chồng chết theo theo con, đúng không? Phu tử tòng tử, phu tử là chồng chết là theo con, mà bỏ cha bỏ mẹ ra khỏi nhà là xuất giá, phải tòng phu là theo chồng, chồng nói gì phải nghe cái đó. Nói một chập kêu sao mà con còn mặt mũi, con về con gặp ổng lại, kêu giờ con niệm Quan Âm đi, cứ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát đi, rồi những cái tâm mặc cảm, những cái tâm bực tức, tất cả những cái tâm gì đó nó tan biến, bắt đầu về xin lỗi ông đi. Mới đầu kêu trời ơi ông đập Phật con mà con còn xin lỗi, kêu vậy mà nó yên vui á. Vậy mà yên vui trong nhà cửa con cái, nó không có hận cô, về sau cô ly dị được cái gì, cái nói một chập xong cái phân tích cái về xin lỗi, niệm Quan Âm xong về xin lỗi được, mà xin lỗi quỳ xuống xin lỗi rồi ổng cũng thấy, đi hai ba ngày ổng cũng nhớ, ổng cũng quỳ xuống, hai người quỳ với nhau luôn. Ổng kêu thôi vợ chồng mình hòa giải được rồi, thôi em đứng dậy, không đứng dậy cứ quỳ miết, trời ơi ba gai. Cuối cùng cái ông kêu tôi đá mà một đá nữa bây giờ. Xong rồi bắt đầu rồi thôi bà chịu đứng dậy, bà gọi điện bà kêu con xin lỗi ông còn đá con, kêu lý do gì ông đá, kêu con quỳ hoài không đứng, ông kêu con đứng con không đứng. Bỏ tay luôn. Rồi lúc đó có niệm Quan Âm không, kêu cứ niệm xin lỗi không, không niệm Quan Âm, niệm Quan Âm là đến lúc đi về thôi. Quý vị thấy gia đình nó rắc rối không, một mình với mình đây không còn rắc rối, nó còn mâu thuẫn nội tại, nó suy nghĩ lăng nhăng lung tung mà đối trị còn không được, chứ đừng nói hai mình ba mình, một cái rồi một bốn cái cục đá vô đó nữa thì thôi, một ông chồng một bà vợ ba bốn đứa con nữa thì thôi rồi, chịu không nổi, công phu yếu yếu là chịu không nổi, rồi phẫn hận cứ la nó tối ngày. Thực sự mà chúng tôi mà không có phương pháp, mà mỗi thầy mà có việc mà chúng tôi la chắc chúng tôi cũng chết sớm. Cái phương pháp dạy của Ấn Tổ là không có la nha. Để đó, tội đâu còn đó, đến cái lúc ăn cơm, đến cái lúc nào đó bắt nó quỳ, đứa nhỏ phải không, cho nó quỳ. Nó quỳ suốt mấy tiếng mình phải có uy lực mới nói nó được, cho nó quỳ. Cũng như chùa này có người không công phu có gì cứ cho quỳ. Biện pháp này hay lắm, nó cứ quỳ tự đó đau chân thì không có la. Tội phải không? Quỳ lúc ăn cơm. Tội phải không? Quỳ. Cái này là cái biện pháp lúc mà thầy chúng tôi á, buổi tối á, trời ơi sao nó hơi hiu buồn ngủ. Mình buồn ngủ quá chừng là chiều mình ăn một bụng cơm nó no, mà đêm hôm qua thức sớm 4 giờ mới vô tu đâu có quen đâu. Ăn cái buồn ngủ quá, ăn cái rồi bắt đầu đại chúng tu đến 8 giờ. Mình mắt nhắm mắt mở ra hỏi ông sư huynh ơi sáng rồi. Ông kêu sáng là huynh chuông đi. Mình tưởng sáng mình là huynh chuông bon. Ông thầy ông biết mình ngủ rồi. Mình ngủ đến 8 giờ tối mà đi quýnh chuông, người ta tu đến 7 giờ, 7 rưỡi xong rồi đi quýnh chuông. Rồi cháy nhà lội mặt chuột, qua hôm sau cái ông bắt quỳ. Trời ơi, mình bắt quỳ trên bàn thờ tổ. Cái mình quỳ mà đau cái chân rồi mà gặp ông sư huynh, ông rút một cái nhang dài như vậy nè. Nếu mà ông thương mình, ông cho cái nhang nhắn một chút cũng đỡ phong, ông quất một cái nhang dài vậy bằng ngón tay út. Trời ơi, quỳ rụng cái giò. Hôm sau là không bao giờ dám ngủ cái giờ buổi tối đó nữa hết. Bây giờ cái giờ mà 6-7 giờ là ngon giấc lắm. Mình ghét ông sư huynh nó quá chừng luôn, sao ông đưa mình cái nhang bự dữ mà ông cấm cái nhang mình phải quỳ cho hết cái nhang chứ.
Cuối cùng về sau cảm ơn ông, nhờ ông cắm cây nhang đó mà không bao giờ dám ngủ cái lúc 5 6 giờ chiều. Cho nên thành ra là nhiều lúc đi tu coi như là cũng là du khê lắm, nhưng không phải đơn giản đâu. Đó là nhớ cái quỳ lúc đó là nhớ đời thôi. Cho nên mấy thầy mấy chú mà có gì cứ quỳ trải đường là ngon nhất, khỏi phải la nhiều. Con cái cũng vậy đó, bắt nó quỳ úp mặt vào tường la miết mình mệt, rồi nó nổi sân lên mình cũng nổi sân nữa, mệt. À, còn 20 phút nữa hết giờ thì có ba cái câu chuyện mà chúng tôi đọc là trong cái cuốn sách mà Ấn Tổ nó niệm Phật kèm theo niệm Quan Âm á, ba câu chuyện này hay, thầy mình đọc ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc một những câu chuyện do niệm Quán Âm và trì thần chú Đại Bi được cảm ứng, xin thành tâm dâng lên cung kính, dâng lên cúng dường toàn thể chư tông đức và quý liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Ba câu chuyện do tổ sư Ấn Quang trích dẫn được chép trong văn sao. Câu chuyện số 1: Triều nhà Đường, Sa Môn Thích Trí Ích họ Ngô là người huyện Trường Sa lúc trẻ. Thầy từng đi lính chinh phạt bọn rợ hung nô ở chốn biên cương. Sau khi ra khỏi quân ngũ, thầy trở về quê làm nghề săn bắn và chài lưới. Một hôm thầy bắt được con rùa trắng nên đem về nấu ăn. Sau khi ăn xong thì toàn thân bị phát độc, xanh ghẻ lở, đau nhức lở loét từ đầu đến chân, da thịt rã rời, râu tóc đều rụng. Thầy không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ của cơn bệnh, lại không thể nào đi kiếm sống được, đành phải làm thân hành khắp lê lết xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Một hôm giữa lúc thầy đang oằn ngoại vì đau đớn và đang xin đồng tiền bát gạo của người qua đường thì bỗng gặp một vị tăng nhân đi ngang qua. Nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm này nên vị tăng bèn đến an ủi và bảo rằng: "Ngươi nên hồi tâm trì niệm chú Đại Bi, ta sẽ dạy cho. Nếu người cố gắng tinh tiến trì tụng thì ta tin chắc người sẽ được kết quả linh nghiệm." Thầy vâng lời vị tăng, học thuộc chú Đại Bi và kể từ hôm ấy nhất tâm trì tụng. Quả đúng như lời vị tăng nhân nói, các thứ ghẻ lở loét trên thân thầy bớt dần, râu tóc từ từ mọc lại, da thịt lần hồi cũng hồi phục sự săn chắc. Khi bệnh lành, thầy liền phát nguyện xuất gia làm tăng. Sau đó thầy đến gặp Phục Ba tướng quân, xin cho một ngôi nhà cũ, được tướng quân ưng thuận. Thầy kiến lập tịnh xá nơi ấy, làm trụ trì, trọn đời tu hành rất tinh tấn, trích Thái Bình Quản Ký và Chuyển Nhân Lục. Câu chuyện số 2: Triều nhà Đường có thầy Thích Trí Cần họ Châu, từ lúc bé đã có chí hướng làm việc thiện và thực hiện theo phương ngôn khắc kỷ ái quần, tức là bản thân luôn luôn nghiêm khắc với chính mình, nhưng với quần chúng thì lúc nào cũng thương yêu giúp đỡ. Hàng ngày thầy thường chơi đùa với trẻ con cùng xóm, nói năng nhã nhặn, sắc mặt luôn vui cười. Đến lúc trưởng thành, thầy xuất gia tu hành rất tinh tiến, dũng mạnh, lại thường phản tỉnh tự thân và tham cứu Tam Tạng giáo điển thật uyên áo. Khi thầy cầu nguyện điều chi đều được linh ứng. Một lần nọ, thân mẫu của thầy bị bệnh rất nặng. Thầy phát tâm vì mẹ ngày đêm kiên thành trì tụng thánh hiệu Quán Âm Đại Sĩ để cầu cho mẹ được mau lành bệnh. Do tâm chí thành cảm đến Bồ Tát nên trên lá của những cây cối trong khuôn viên nhà chùa đều hiện thật nhiều hóa Phật. Sự việc này cả gia đình thầy mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Bệnh tình của mẫu thân ngài nhờ sự chí thành trì niệm thánh hiệu đại sĩ mà được lành. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Câu chuyện số 3: Triều nhà Tống niên hiệu Thuần Hy, năm thứ 5, có quan đô tuần kiểm tên La Xanh tại Nhiêu Châu. Nhân lúc tị nạn lục đến nhà Vương Mẫn Tài, mục kích được một việc thật hy hữu. Trong nhà ấy có một tỳ nữ tên là Đại Hỷ,
đôi mắt bị mù đã lâu năm lại thường bị đau nhức. Một hôm cô nằm mộng thấy có một lão tăng đến bảo rằng: "Đại hỷ, thầy rất mừng cho con thật có phước duyên nên mới được đến ở trong nhà này. Nếu không đến ở đây, con sẽ thành một phế nhân vĩnh viễn. Hôm nay thầy đem thuốc này đến cứu con." Nói dứt lời, lão tăng liền trao cho Đại Hỷ một chén thuốc. Cô liền bưng lấy uống, thì sau đó bỗng thấy đôi mắt mình đã sáng trở lại. Cô kính cận cúi đầu chào lão tăng rồi hỏi: "Thưa đại sư, ngài từ đâu đến?" Lão tăng đáp: "Thầy là người ở trong nhà này đã lâu lắm rồi, nghe con đau mắt ngày đêm la khóc, thầy rất thương xót nên đem thuốc cứu bệnh cho con." Đại Hỷ giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô mở mắt ra thì chẳng những mắt sáng lại như xưa mà còn long lanh trong suốt rất đẹp, và các chứng đau nhức cũng khỏi hẳn. Mọi người trong nhà thấy vậy đều lấy làm lạ và bàn tán cho là việc chưa từng có. Họ cùng nhau đến hội thăm nên Đại Hỷ đem việc trong mộng thuật lại. Mẫn Tài đem việc ấy thưa với mẫu thân thì bà bảo rằng: "Đây là đấng đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, con nên biết nhà của mẹ thành kính thờ phụng ngài đã nhiều năm. Khi nào có tai nạn cấp bách, nếu lễ bái cầu đảo đều được linh hiển, trích linh nghiệm ký." Lợi ích của việc hít thở sâu. Hít thở sâu giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề hô hấp. Thở sâu làm nở phổi và tăng cường hoạt động của phổi. Hít thở sâu cung cấp cho cơ thể lượng lớn oxy, mở rộng phổi và điều hòa tuần hoàn máu. Chúng ta thường không nhận ra những lợi ích sức khỏe khác nhau của hơi thở sâu. Nếu bạn gặp vấn đề trong kiềm chế tức giận, hít thở sâu có thể giúp. Vì vậy, hãy bắt đầu chú ý đến cách bạn hít thở. Hít thở sâu và sống lâu đi kèm với nhau. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của hơi thở sâu. Giải độc tố. Một trong những lợi ích sức khỏe của hơi thở sâu là giải độc trong cơ thể. Một hơi thở sâu giúp giải phóng chất độc ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, nếu bạn hít thở nông, các cơ quan khác phải làm thêm giờ để giải phóng độc tố. Giảm căng thẳng. Bạn đã có một ngày làm việc căng thẳng, có một vấn đề khiến bạn giận sôi người. Hít thở sâu giúp làm giảm sự căng thẳng và thư giãn cơ bắp. Hãy thử hít thở sâu trong khi làm việc. Massage cơ quan bên trong. Chúng ta thường trả một khoản tiền để massage bên ngoài cơ thể mà không nhận ra rằng những cơ quan bên trong cũng cần được nuông chiều. Khi hít thở sâu, bạn có thể dễ dàng massage cơ quan bên trong cơ thể. Tăng cường sản xuất máu. Một hơi thở sâu có thể làm tăng cung cấp oxy cho cơ thể bạn, làm tăng hemoglobin trong máu. Tăng cường sản xuất máu sẽ giúp ích trong các hoạt động bình thường của cơ thể. Có tư thế đúng. Ngày nay nhiều người trong chúng ta đang bị mắc kẹt trên chiếc bàn làm việc. Chúng ta đều đã nghe những bài giảng về việc duy trì tư thế đúng mà không biết rằng hít thở sâu buộc chúng ta phải ngồi trong tư thế thích hợp. Chống lại các vấn đề hô hấp. Hít thở sâu giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề hô hấp. Thở sâu làm nở phổi và tăng cường hoạt động của phổi. Vì vậy, phổi trở nên khỏe mạnh và miễn dịch với bệnh tật, và nhất là bệnh về hô hấp, viêm phổi cấp. Kiểm soát cân nặng. Có rất nhiều cách để quản lý chế độ ăn uống và tập thể dục giúp thân hình thon thả. Bạn có biết rằng hít thở sâu cũng giúp ích cho việc kiểm soát trọng lượng. Oxy tăng thêm khiến sự trao đổi chất nhanh hơn, dẫn đến tiêu hóa chất béo nhanh hơn. Tăng cường hệ thần kinh. Hít thở sâu cũng có lợi cho hệ thần kinh. Thêm oxy sẽ nuôi dưỡng và tăng cường não, tủy sống và tất cả các dây thần kinh lan truyền khắp cơ thể. Tập trung tốt hơn. Cuộc sống thường gây áp lực và chúng ta luôn tìm cách để thư giãn đầu óc. Hít thở sâu giúp bạn cảm thấy thư thái và dễ tập trung vào những công việc tiếp theo.
tăng sức chịu đựng. Hít thở sâu còn làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Điều này có nghĩa rằng cơ thể của chúng ta sẽ có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, từ đó sản xuất nhiều năng lượng hơn và làm tăng sức chịu đựng của bạn trong tất cả hoạt động. Tổ sư Ấn Quang khai thị niệm Phật theo hơi thở, trích lá thư gửi Pháp sư Đế Nhàn. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm, phè phẫn sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thệ lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ. Nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt sẽ có lúc sương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Lòi, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Vân, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi cân tánh con người khi ấy còn thông lời, hãy chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn đồn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, săn khỏe ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư tức Ngài Đế Nhàn nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám, độn căn, thô lầu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên Quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Chú thích: Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tích Đời Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Quyển Trung, Ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoạn để làm sâu chuỗi. Còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Hỏi: trong bộ Văn Sao cao quý của Thầy, pháp tùy tức được cực lực đề xướng, nhưng chưa nói rõ cách niệm như thế nào. Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận ghi có thể nương cậy lớn lao vào pháp này, nhưng cũng chỉ nói xưng danh hiệu Phật theo hơi thở, con vẫn chưa hiểu rõ cách niệm như thế nào. Chỉ có sách Sức Chung Tăng Lương ghi tùy tức niệm Phật dùng khi thở ra chứ không dùng khi hít vào, cứ mỗi một hơi thở ra là một câu hoặc hai chữ đều được. Học nhân nghi rằng khi hít vào chẳng niệm há chẳng phải là gián đoạn ư? Con thường thử luyện mỗi hơi thở ra là một câu, cảm thấy rất phí sức, mà niệm cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Chỉ có khi hít vào niệm A-di, thở ra niệm Đà Phật thì đã không gián đoạn mà còn được rõ ràng, lại chẳng tốn sức. Chẳng biết cách niệm như vậy có được hay chăng?
hay là lúc hít vào thì chẳng được niệm? Đáp, khi hít vào chẳng niệm, trong khi ấy sao lại nói là gián đoạn? Thở ra niệm một câu, hít vô bèn chẳng niệm. Chứ khi hít vô lẫn thở ra đều niệm, ắt sẽ bị tổn khí. Nếu chỉ niệm hai chữ thì trong một hơi hít vô thở ra, niệm một câu Phật hiệu sẽ chẳng trở ngại chi. Ghi chú, sổ tức quán là đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng tôi dành cái thời gian nói về cái tùy tức niệm Phật một chút. Vừa rồi Tết á, tiếp khách khá nhiều. Trước khi Tết lo cũng khá nhiều việc, quà cáp trai tăng, rồi phong bì cho chư tăng, cứ mỗi vị lì xì đầu năm 500 ngàn thì 100 vị hết 50 triệu. Khiến đâu cũng có Phật tử tự họ gửi vô, rồi bột vân vân tất cả mọi thứ, rồi sắp xếp cái lễ tất niên ngày 21 xong á, xong rồi bắt đầu đến Tết. Giảng ngày mùng 1 Tết là bắt đầu tiếp mãi cho đến ngày mùng 8 luôn. Một ngày 5-6 đoàn. Thường tiếp khách thì mệt hơn là giảng. Ví dụ giảng 2 tiếng như vậy thì không thành vấn đề, bởi vì mình tập trung mình nói, cho nên nó không có bị phân tâm bằng người khác hỏi mình, rồi mình cứ ngồi như vậy nó mất sức, hao tâm lực, tổn khí. Cho nên Ấn Tổ ngài kêu đóng cửa không tiếp ai là cái lý do. Qua hôm sau tu khác liền, trì đại bi một cái là tiên đồ tiên nhau ngài đại bi tâm là đây là không cách nào lên nổi. Nghe cái máy ro mà mình đổi chậm cái ráng lên chút, cái não nó quá mệt. Mấy anh em là chưa có vậy phải không? Chỉ có mấy anh em là thích ngủ là ngủ thôi chứ không phải là mệt. Nếu mà mình thích ngủ mà ngủ là cô ma hôn trầm nó vô nó chế ngự, là phải kinh hành, là phải lễ đại bi, không tụng ra tiếng mà lạy thôi. Còn cái này là không mệt nhưng mà cái não nó hết chịu nổi rồi. Bây giờ dùng cái cách gì để mà lấy lại cái khí lực cho nó khỏe, hôm sau nó phải trở lại bình thường là bằng cách nào? Ngồi trên cái ghế thoải mái nhất, hít vô một hơi bằng mũi, niệm trong tâm 4 chữ Nam Mô A Di. Mà thường nó mệt thì chúng tôi hay niệm Quan Âm, cầu ngài gia trì cam lồ rưới cho nó mau khỏe. Hít vô bằng mũi Nam Mô Quán Thế Âm, 5 chữ Nam Mô Quán Thế Âm, 5 chữ hít vô bằng mũi niệm trong tâm, chậm sâu, thở ra Bồ Tát. Một câu trong một hơi thở hít vô và thở ra. Hít vô cho nhiều 5 chữ hoặc hít vô 4 chữ Nam Mô A Di, là hơi thở vô nhiều, thở ra ít hơn, thì cái khí lực bắt đầu nó có. Ngồi một chập như vậy 10 phút, 15 phút bắt đầu nằm. Nằm thì nằm nghiêng bên phải, hít dễ chịu hơn nằm ngửa. Bắt đầu tiếp tục hít vô bằng mũi Nam Mô Quan Thế Âm, thở ra Bồ Tát. Niệm trong tâm hít bằng mũi, thở bằng mũi. Thì thường trong vòng khoảng 15 phút là bắt đầu khí lực, hơi thở nó trở lại mà nó khỏe. Mà thường bắt đầu nó tổn khí, mình tiếp khách nhiều mà mình giảng, mình nói nhiều quá, vọng tưởng nhiều nó cũng bị, là thường nó nhói sau lưng, giống như có con dao nó đâm vô, nó khó chịu, tức ngực, là hiện tượng tổn khí, ngủ không được. Thì thường nếu mà mình hít vô Nam Mô Quán Thế Âm mà thở ra Bồ Tát khoảng 20-30 hơi á, thì vô giấc ngủ sảng khoái, không mộng, sáng thức dậy rất sảng khoái. Nhưng mà thường mà mình hít vô Nam Mô Quán Thế Âm, mình thở ra Bồ Tát 20-30 hơi như vậy đó, xong bắt đầu mình ngưng không hít nữa, bắt đầu mình niệm theo cái kiểu thưa ra. Ấn Tổ nói ngủ là phải niệm 5 chữ thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Đừng niệm từng chữ rời, đừng có niệm là Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái tâm mình nó không có hưng phấn. Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi để một câu kế tiếp nó thưa ra. Nhưng mà mình nhớ mình sẽ niệm một câu kế tiếp nữa, thì trong vài phút là ngủ. Chứ còn không thì lo công việc nhiều, tiếp khách nhiều, nói chuyện lúc buổi tối nhiều, hoặc coi phim, hoặc coi cái gì mà căng thẳng, hoặc mình nghe cái gì mà dẫu là Phật Pháp mình đang nghe vậy đó nha, nhưng mà vô cái não mình để cho nó hồi trở lại đó,
để cho nó hồi sức trở lại, nó chìm vô ngủ á, thì thường cũng hơi khá lâu. Hôm bữa hỏi thầy Giác lý do gì mà 12 giờ thầy mới ngủ, ông kêu Tết vui quá, ngồi nói chuyện với anh em cả 10 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ, 10 giờ hơn cái là cái não của mình nó đang hoạt động mà vô bắt, nó chìm xuống nó ngủ thì mất đôi khi 2-3 tiếng. Vậy mà hít thở trong vòng mấy hơi là chìm liền. Cái cách này là ru giấc ngủ hay nhất. Mà khi mà mình ngủ mình niệm Quan Âm được như vậy là âm thầm trong giấc mộng á, trong giấc ngủ mình á, có Bồ Tát gia hộ. Thử đi, thử đi, thử xem sao. À, tối lên trên chùa có ngồi nói chuyện với thầy Hào với mấy thầy á. Thầy Hào kêu con không niệm thì con đầm cái con ngủ à. Ổng ngủ như chết vậy. Thầy kêu thầy thế nào về sau thầy đụng chậm thầy cũng bị dính thôi. Cha mẹ bị bệnh rồi chuyện này chuyện nọ, nó sắp thèn cứu là thầy cũng không ngủ được đâu. Bây giờ là thầy ngủ ngon mà ổng không ăn chiều, mà ổng tròn do, không xuống ký nào á. Mình xuống 5-6 ký ổng tròn do. Ổng ngủ ngon quá mà. Thường cái người ít ăn là phải ít ngủ, 1-2 giờ người ta dậy rồi mà sẵn khoái liền. Mà thường buổi tối nào mình niệm Quan Âm không hít thở là sáng dậy lừ đừ liền. Ngộ. Trong não nó không đủ hơi thở. Hồi nãy thì mình đọc cái gì thấy hơi thở không? Trong não không đủ hơi thở. Thường trong não không đủ hơi thở thì nó bắt mình phải ngủ để nó hồi phục lại. Cái cơ thể mình nó cần cái sức, nó có một cái khả năng để cân bằng lại cái sinh thái trong cơ thể. Nếu mà nó không ngủ được, nó thiếu hơi thở là nó không ngủ được, nó bắt mình ngủ phải thêm, nó bắt thêm. Còn nếu mà trong não nó đủ hơi thở rồi, tâm sảng khoái thì cần 5 tiếng là dư. Rồi tối ở đây 8 rưỡi nó dậy 1 rưỡi, muốn nằm cũng không ngủ, nằm niệm Quan Âm suốt luôn, sảng khoái vô cùng. Nhưng buộc là phải có cái câu là hít vô Nam Mô Quan Thế Âm Thở Ra Bồ Tát á, thì mình mới niệm tỉnh thính nổi. Tỉnh thính là lắng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm trong tâm á. Mình niệm trong tâm hoài, mình không có dùng cái hơi thở thì tỉnh thính cũng không nổi, mệt liền. Áp dụng được không? Dễ, dễ. Nam Mô Quán Thế Âm trong tâm mà hít vô rất rõ. Nam Mô Quán Thế Âm hít vô mình niệm rất rõ. Rồi mình thở ra là Bồ Tát. Hít vô 5-10 hơi, 20 hơi rồi đó nghe. Rồi thả nó ra, cái bắt đầu mình niệm không theo hơi thở Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa ra một chọc, khoảng cách nó ra, đừng có niệm nhặt, đừng có niệm nhặt. Nhất là ngủ đừng có nghe máy niệm Quan Âm, niệm Phật, hoặc là mình nghe máy trì đại bi. Những cái não người nào mạnh đó, thì họ nghe họ ngủ bình thường. Bởi vì mình nghe là mình phóng cái tâm ra ngoài, nó không có bằng mình niệm trong tâm để cái tâm nó quay vô trong mình ngủ đâu. Hôm bữa có cái chú đó, ông kêu trời con ngủ không được, con để đọc sách con không ngủ được, một con nghe văn sao cũng ngủ không được, con mở thầy nghe pháp, thầy niệm pháp thầy giảng thầy cười ha hả, con ngồi con cũng cười luôn. Thầy kêu ông cười vậy sao ông ngủ được. Ông tắt hết để tối luôn, bắt đầu ông niệm trong tâm đi, cái tâm nó quay vô trong là ông ngủ sẽ sảng khoái hơn. Có những người họ mở máy như chú Tiến mình là chú Tị, ông mở đại bi suốt đêm ông ngủ cũng được. Nhưng mà một thời gian sau, có những lúc mở ra nghe hoài không ngủ luôn. Nó có trường hợp này nữa. Do cái tâm mình nó cứ phóng ra ngoài, cái năng lượng nó không có, cho nên nó không có hồi phục, nó cân bằng cơ thể. Ngủ là một trạng thái cân bằng cơ thể của cái não toàn thân luôn. Mà nó không cân bằng một cái gì trong đó là không ngủ. Cái não mình nó không cân bằng, nó cứ phóng ra, nó suy nghĩ lung tung. Cái thân thì quá mệt, chịu không nổi thì nó cũng không ngủ được. Ngủ là một trạng thái cân bằng thân và tâm thì nó mới vô giấc ngủ được. Muốn cân bằng tâm thì không có cách nào hay bằng cách quay lại niệm Quan Âm và hít thở trước, rồi cơ thể mình cho nó thư giãn, nó khỏe thì nó sẽ ngủ được. Suy nghĩ đủ cách rồi. Trước giờ cũng hay mất ngủ, công việc nhiều cho nên mới thấy cái tỳ tức niệm Phật và niệm Quan Âm để vô giấc ngủ. Còn cái cách lạy đó, cái cách lạy thầy tánh ra đứng để lạy á, thì ở đây chỉ cho quý Phật tử một chút xíu cái cách để lạy theo hơi thở nha. Chưa có nói cái cách này cho quý thầy, quý Phật tử chắc cũng chưa học cái cách lạy theo cái hơi thở, cũng như bình thường thôi, y như lạy Phật trên đó thôi, nhưng mà nó chỉ điều tiết hơi thở cho nó khỏe. Giờ lắng nghe cái cách để mình công phu ở trên chùa mà không ngán lạy hoài. Có cái cô Liên ở Bắc Ninh á, cô nói con lạy 2 tiếng đồng hồ kiểu thầy không mệt, bởi vì thầy chỉ con cái cách hơi thở. Một ngày cổ là một có khi 108, có khi 75, có khi 54 biến đại bi, rồi cổ lễ Phật, lễ Quan Âm, mà cái lúc trên chùa mình có khi cổ tu theo á, là mấy thầy ngồi vâng và lại luôn. Cổ không có ngồi, cổ lại suốt luôn á, mà có cái hơi thở vô cái cổ khỏe. Bây giờ coi cái cách của thầy tánh lại và ở đây nói, nhưng mà nhiều người ở sau không thấy, về coi lại cái đĩa này sẽ thấy rõ nè nghe.
Tính ra cũng 2 tháng dùng cái cách hít thở này. Lúc trước cũng nói nhưng mà chưa áp dụng theo cái cách lạy này được. Bây giờ cái máy mình ở trên chùa mình cũng niệm như bình thường Nam Mô Di Đà Phật trong máy một câu phải không? Rồi khoảng trống một câu phải không? Nhưng mà khi trong máy niệm Nam Mô Di Đà Phật mình đứng á, là mình hít vô. Hít vô không niệm nghe, như hồi nãy Ấn Tổ nói, hít vô không niệm cũng không phải là gián đoạn. Nhưng mà hít vô mình nghe câu Phật hiệu trong máy thì tuyệt, không phải gián đoạn. Nghe một câu trong máy, hít vô thiệt sâu, mà cái người họ hít khéo, hít sâu lắm, rất là nhanh, họ vô mà cái hơi thở nó cũng không có nghe sẹt sẹt nữa, nó vô rất là nhanh mà nó chui xuống tới cái bụng dưới, cái phổi luôn á. Mình tập lâu ngày bắt đầu là hơi thở mình nó vô căng cái bụng ra luôn á. Hít vô, mà thầy Tánh thì xưa nay là thầy dùng cái hơi thở, nhưng mà thầy không dùng cái cách là hít vô Nam Mô A Di là thở ra Đạo Phật. À, bây giờ thì lắng nghe một câu này nghe, ở đây nói rõ từng chữ, bây giờ thầy Tánh lại một câu Nam Mô Di Đà Phật. Giờ lắng nghe một câu trong máy này nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, hít vô bắt đầu thành niệm thầm đó, có cái miệng thành niệm thầm đó một câu. Rồi xuống. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cách này là sẽ hít sâu vô và niệm trong tâm, thở ra bằng mũi luôn, hít bằng mũi, thở bằng mũi. Rồi lại xuống. Nam Mô A Di Đà Phật. Lên lại quỳ thấp nè, nhìn nè. Tập lại cái này nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ tập trung lắng nghe nè. Mấy thầy nhớ lắng nghe nha. Một câu Nam Mô Di Đà Phật, một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát trong máy đầu tiên mình đang đứng, hít thiệt sâu vô bằng mũi, niệm thầm bằng miệng. Hít vô bằng mũi, niệm thầm bằng miệng ra, tai mình nghe một câu thầm là lúc đó mình thở ra luôn rồi đúng không? Rồi khi mà mình quỳ thấp xuống nghe một câu trong máy mình đã hít vô rồi đó. Mà khi mình hít vô như vậy, hết một câu trong máy là mình hít luôn Nam Mô A Di bằng mũi luôn, mà niệm bằng tâm, chứ lúc này không có niệm thầm nữa. Hít vô bằng mũi, niệm trong tâm rõ cực kỳ 4 chữ Nam Mô A Di, rồi bắt đầu úp mặt xuống thở ra Đà Phật. Cái câu trống, cái câu mà nó khoảng trống mà mình quỳ thấp. Rồi khi bắt đầu mình nghe một câu trong máy mình đứng dậy là lúc này không có hít vô, không có thở ra gì hết. Trong tâm niệm tịnh thính thôi, không cần hít nữa. Lúc đứng dậy thì không cần hít nữa. Thì nếu mà mình nhập được cái hơi thở với một cái câu Phật hiệu, với một câu danh hiệu Quan Âm á, thì không mệt. Bởi vì cái hơi thở nó làm sảng khoái cái não. Khi mà nó sảng khoái cái não lên rồi, cái thân của mình nó rất dễ chịu. Cứ lễ hoài, mà cái quan trọng là cái hơi thở nó nhiếp được cái tâm. Bởi vì ngũ đình tâm quán mà tâm tán loạn là hơi thở là nó trị tán loạn mà. Do mình niệm Phật mà mình không trị được tán loạn là do cái tâm mình không có nhiếp theo hơi thở. Đó hồi nãy thấy Ấn Tổ nó. Do cái tâm không nhiếp theo hơi thở cho nên tâm niệm Phật. Mà khi cái tâm niệm Phật mà cái tâm tán loạn là nó chán liền. Chán lắm, không muốn lạy, không muốn tu đâu. À, thì đó, cái cách lễ của mình đơn giản như vậy thôi. Mà chúng tôi coi như là thực sự không bỏ công phu là hôm nay nhập được cái cách niệm theo hơi thở kiểu này. Một câu trong máy đứng hít thiệt sâu vô, niệm thầm bằng miệng, đứng là niệm thầm. Khi quỳ thấp xuống nghe là bắt đầu mình hít từ 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 vô, rồi là hít luôn bằng mũi, niệm trong tâm Nam Mô A Di hoặc Nam Mô Quán Thế Âm, rồi úp mặt xuống Bồ Tát thở ra. Đừng có niệm hết câu, niệm 5 chữ, 4 chữ thôi, 5 chữ thôi, hoặc 4 chữ đó bằng mình thở nó ra. Rồi từ từ cái hơi thở nó sâu vô, nó mát cả cái não mình luôn, toàn thân của mình nó mát, nó dễ chịu. Rồi bắt đầu là nó thích thú, nó sảng khoái, nó cứ lạy hoài, lạy nhiều hơn đi hơn ngồi luôn. Rồi còn ngồi, ngồi thì nghe một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc mà mình mệt, mình trì đại bi xong á, là niệm trong tâm luôn, niệm trong tâm luôn. Nó hồi phục lại, còn không thì khi nó khỏe rồi đó, mình nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát á, là mình hít vô, mình ngồi á, mình niệm ra bằng miệng, nhập thầm nhép môi. Cái cách này hồi phục khí lực lại rất nhanh. 3 ngày Tết công phu không bỏ là do dùng cái cách hơi thở này. Với lại ngủ được là do nhờ cái hít thở như hồi nãy nói quý vị. Cái này quý lắm á. Người vô ngủ như thằng Hào, ông nằm ông ngủ liền thì ông thấy cách này bình thường đúng không? Nhưng mà mất ngủ rồi mới thấy cái cách này nó hay. Nhưng mà mình tập một thời gian mình chưa thấy nó quen, là mình chưa nhập được, mình cảm được cái điều này, thì mình phải tập nhiều ngày đi rồi nó sẽ vô giấc ngủ. Ngủ như chết như say luôn, không mơ mộng luôn. Dậy một cái là sảng khoái liền, không có lừ đừ. Trong não nó đủ hơi thở.
cộng với lại là Bồ Tát Quan Âm gia hộ trong giấc ngủ tuyệt, thôi đủ rồi để tánh sướng này. Sáng giờ chắc học hỏi được nhiều lắm không, quá nhiều luôn, nhưng mà điều chắc phải nghe lại cái đĩa này mới có thể là mình nhớ, chứ đôi khi nói xong rồi nó chuột chạy ống tre hết trơn. Bây giờ mình ra phóng sanh, hết giờ hồi hướng.